Gì vậy? Cái lò đấy. Hello, what is good everybody? Welcome back to my channel. This your boy. Chào mừng các bạn lại trở lại với channel của Cho Kiều Nguyễn và Baby. That's right. Ok, hiện tại là tôi đang kế bên Mia, bạn gái của tôi. Ok, thì như các bạn cũng đã biết thì hiện tại là những cái chương trình và cũng như những game show nó đã chính thức được phát sóng lại ở trên ở Việt Nam mình rồi. Thì tuần vừa rồi là một cái tuần rất là buồn của Việt Nam mình. Tuần vừa rồi chúng ta có một cái quốc tang rất là lớn. Thì hiện tại thì như tựa đề của video ngày hôm nay, chúng ta đã có chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2024 tập 4. Thì gọi là những cái lời hứa trước đó thì tôi vẫn giữ lời hứa của mình là sẽ đem bạn gái của tôi lên cái reaction video cho những cái chương trình như thế này. Yeah. Thì không có thời gian nữa, chúng ta sẽ đến ngay với cái reaction video thôi. Và thông qua đây thì tôi cũng sẽ note một vài điều, đó là do cái tập 4 này theo trên màn hình tôi đang thấy là nó tận 3 tiếng mấy lận, nên là cái reaction video của tôi chỉ cắt những cái phần reaction của tôi và Mia cho cái tiết mục biểu diễn thôi. Còn những cái phần mà bên trong chương trình đồ các kiểu tụi tôi vẫn coi, nhưng mà tụi tôi sẽ không để lên reaction video tại vì nó rất là dài. Tại vì nếu mà bây giờ tụi tôi để lên thì chắc là cái reaction video này chắc là nó tận kiểu 4 hay là 5 tiếng luôn. Nên là tôi sẽ cố gắng làm nó ngắn gọn nhất có thể. Ok, và tôi cũng sẽ để những cái dấu mốc thời gian phía bên dưới. Nếu mà các bạn thích những cái phần trình diễn nào thì các bạn có thể tua lên tới đó luôn. Hoặc là nếu mà thương tôi, nếu mà thích Mia, nếu mà thích cả hai chúng tôi thì các bạn có thể xem từ đầu tới cuối. Ok chưa? Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và không có thời gian của các bạn nữa. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem qua channel của tôi, hãy đừng quên để lại một nút like cho cái reaction video này. Và để lại một nút subscribe, cũng như là đó là cái sự ủng hộ của cho tôi và cũng như Mia để tiếp tục làm những cái reaction video cho những cái game show này nha. Ok, và ngoài ra đừng quên check qua địa chỉ TikTok, Facebook và Instagram của tôi. Ok, không mất thời gian nữa, chúng ta sẽ bắt đầu ngay thôi. Let's go. Và trước khi bấm play thì như thủ tục ở tất cả những cái reaction video trước đó là gì nha? Ai chưa có ly nước, ai chưa có chai nước thì hãy đi lấy nó đi, uống miếng nước, chúng ta bắt đầu thế nào. Đây không phải là quảng cáo nha. Always stay hydrated. Ok, let's go. Uống miếng nước, chúng ta bắt đầu thôi. Ok, bắt đầu thôi nào. Một lần nữa nha, tôi chỉ cắt những cái phần reaction của tôi và Mia cho những phần tiết mục biểu diễn lên cái reaction video này thôi. Còn những cái phần bên trong của cái chương trình thì chúng tôi vẫn coi, nhưng mà chúng tôi sẽ không để vào cái reaction video tại vì nó rất là dài. Mong mọi người thông cảm. Ok, let's go. Bắt đầu thôi. Let's go. Trà bút non T365 ngọn đỉnh cao. Ủa, sân khấu làm đẹp quá. Tiếng chông gai thành cơ hội, người đàn ông trưởng thành mạnh mẽ tiến lên. Xin được chào đón tất cả các bạn đang đến với chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2024 do Year One sở hữu và sản xuất. Được phát sóng vào lúc 20 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh VTV3 và cùng ngày vào lúc 20:30 trên kênh YouTube Year One Show. Xin được chào đón tất cả các bạn khán giả đã có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Nguồn cổ vũ của bạn chính là động lực lớn lao cho các anh tài thể hiện hết mình trên sân khấu ngày hôm nay, và chính các bạn sẽ là người quyết định số điểm hỏa lực cho các anh tài. Và bên cạnh đó, chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt của đại diện ban kiểm toán, anh Tô Minh Kiệt đến từ công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán KMF.
sẽ đại diện giám sát kết quả bình chọn nhằm đảm bảo tính minh bạch của phiếu bầu. Và bây giờ tôi xin được chính thức công bố công diễn 1 của anh trai vượt ngàn trong gai 2024. Xin phép bắt đầu. Thưa quý vị, công diễn này cũng chính là hành trình đầu tiên của các anh tài trong việc thành lập gia tộc Anh Tài Toàn Năng. Trong những ngày qua thì các anh tài của chúng ta đã thành lập được 8 nhà và họ đang rất quyết tâm, rất nỗ lực tập luyện ngày đêm để chuẩn bị cho phần trình diễn bùng nổ nhất trên sân khấu này. Các bạn thân mến, mỗi người trong chúng ta ai cũng đã từng là một thiếu niên. Và với mỗi một thiếu niên thì ngọn lửa mạnh mẽ và rực rỡ luôn luôn hừng hực trong tim. Tuy nhiên trong quá trình để họ trưởng thành thành một người lớn thì tôi nghĩ rằng đôi lần ngọn lửa đấy cũng chớm tắt. Nhưng với 33 anh tài của chúng ta thì họ luôn luôn mang những ngọn lửa rực rỡ. Và ngày hôm nay, đặc biệt là ngày hôm nay, họ sẽ mang những ngọn lửa rực rỡ nhất đến với sân khấu này. Và tôi tin rằng với tất cả những gì họ đang chuẩn bị thì chắc chắn chúng ta sẽ cảm nhận được sự mạnh mẽ, sự dẻo dai, sự trưởng thành từ những chàng thanh niên thuở nào. Và bây giờ xin được chào mừng tất cả chúng ta đến với hành trình quay ngược trở lại thời gian trong một chủ đề với một cái tên rất hay: Người thiếu niên thuở nào. Và bây giờ tôi xin được công bố quy tắc của công diễn 1. 33 anh tài được chia thành 8 nhà. Mỗi nhà trình diễn một tiết mục với chủ đề dàn dựng là sự kết hợp giữa âm nhạc và điện ảnh. Sau mỗi tiết mục, khán giả tiến hành bình chọn thông qua cổng bình chọn của chương trình. Mỗi khán giả được quyền bình chọn cho tối đa 3 tiết mục mình thích nhất, không được bình chọn trùng lặp. Và các bạn cũng có thể không bình chọn. Mỗi một phiếu bình chọn khán giả sẽ tương ứng với 10 điểm hỏa lực. Đặc biệt, ở công diễn này, các bạn khán giả có quyền thay đổi phiếu bầu, hay gọi tắt là chạy phiếu. Cụ thể, sau mỗi tiết mục, khi cổng bình chọn được mở ra, các bạn được quyền thay đổi lựa chọn trước đó của mình. Khi cả 8 tiết mục đã hoàn thành, các bạn khán giả sẽ có 60 giây để chạy phiếu lần cuối, chọn ra 3 tiết mục mình yêu thích nhất. Sau đó, cổng bình chọn sẽ chính thức đóng lại. Căn cứ theo kết quả của đêm công diễn này, hai nhà có điểm hỏa lực thấp nhất sẽ đối mặt với nguy cơ có thành viên phải rời khỏi chương trình. Và bây giờ, không để các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, nhớ lại coi. Wow, nhiều quá ha, nhiều gọi là credit quá ha. Ba kể con nghe, mashup. Ok, let's go. Rồi, các anh em hậu đài tập trung lên đây giùm anh. Bây giờ lên, em lên hành lang bên trái đó. Strong, lên hành lang bên phải đó. Còn duy nhất lên lan can trên cao đó. Rồi, mọi người đứng chân vào vị trí. Anh em nhanh chân lên. Rồi, nghe nói mọi người đứng nha. Bây giờ mọi người kéo tấm màn thật là đều, thật là đẹp lên với anh nha. Sẵn sàng. Và tiếp một bắt đầu. Nhìn kiểu công phu quá ha. Đẹp quá. Nổi hết da gà luôn á. Khi xưa ba bé hơn đàn, nghe guitar rung lên không bao giờ sao lãng. Dây buông dây bóng ngân vang, âm thanh đi khắp không gian. Khi ba lên 8 lên 10, chơi guitar không hay nên ba tập chơi trống. Đôi chân lo lắng run run, đôi tay ba đánh lung tung. Piano lại khó hơn nhiều, thêm đôi tay nhỏ bé hơn biết bao nhiêu. Vẫn lướt trên mặt đêm, vẫn ở
không xa. Khi nghe nhạc con nhẹ nhàng hơn, khi nghe nhạc con là dòng sông, con là cánh đồng nằm khắp khoảng trời mênh mông. Như bà dù lúc xưa bà còn thơ bé, đôi khi là chưa hề đầy gió, đôi khi là vui đùa đồng hồ. Ba là nỗi buồn vì ba cảm lạnh người xương, ông dạy ba lớn lên sức mạnh phi thường. Hôm nay con đứng đây này, những ước mơ khi xưa nay ba từng mơ ước. Hy sinh chào hết cho con, hôm nay con hát bên em. Ba xin lỗi, nguyện ước vẫn chưa thành, mong muốn trở che cho con và cả cho mẹ. Ba ước mong một điều, con nhớ ba thật nhiều. Hãy mạnh mẽ lên nào. Thịt bước ba nghe. Nhớ ba. Ba ơi. Dưới ánh đèn sân khấu con nốt nhạc bay lên, có những kỷ niệm bay lên, bay lên thấy có những nỗi niềm riêng gom thành một câu hát chảy thẳng vào tim. Có những lúc cười wow. Có những lúc buồn hey. Mà em biết giống cái gì không? Giống kiểu kịch của Broadway á, em biết không ta? Biết. Ý là anh cũng chưa có đi xem hay là cái gì hết, nhưng mà nhìn nó rất là công phu. Đúng rồi. Rất là trời mấy kiểu khán giả đây điều coi live là kiểu đã lắm luôn, đã lắm luôn á thầy. Ê, chương trình mời xỉn mời tôi với ý là hả? Ý là vậy đó. Má hay đẹp thiệt chứ bộ này, đúng công phu. Anh không nghĩ là sẽ, anh nghĩ chỉ có một người bay thôi, nhưng mà này là bay hết xong rồi cái phần mà hồi nãy nhảy mà cánh bướm đâu kiểu á, trời ơi đẹp kinh khủng luôn á, wow luôn á, phải sao cho chương trình luôn, sao cho chương trình đẹp thiệt wow. Ngày tháng vào tim, có những lúc cười hân hoan, có những lúc buồn miên man, hoàn tàn gom thành một câu hát chảy thẳng vào tim. Wow. Dưới ánh đèn sân khấu chưa bao giờ ba quên cho con từng nốt nhẹ nhàng. Wow, trọng hiếu làm tốt quá luôn á. Những câu hát ca vang. Wow, trọng hiếu làm quá tốt luôn á. Quá hay luôn á. Chủ nghe mình cứ cảm thấy khóc luôn kìa. Damn. Điều gì và động lực nào nó làm các bạn thành công như ngày hôm nay? Dạ, thưa anh, đó chính là tình yêu của ba. Tình yêu ba. Ba ơi. Ba đấy hả? Ba ơi.
Vâng, chúng ta hãy cùng mời Tuấn Hưng. Wow, đẹp quá. Bà ơi. Trên sân khấu lúc này là nhà đam mê. Tiết mục lần này là nhà đam mê muốn dành cái thời gian để tri ân và nhớ đến những cái ký ức đẹp với ba và với bài hát Ba Kể Con Nghe. Chúng mình cũng viết lại một vài câu là Con Kể Ba Nghe. Và với bài hát dưới ánh đèn sân khấu, em thấy là mọi người hãy luôn giữ niềm tin và theo đuổi ước mơ của mình nhé. Cảm ơn Strong. Duy Nhất, với em, tiết mục này có ý nghĩa như thế nào? Dạ, thưa anh, thưa mọi người, tất cả ở đây chúng ta ai cũng có một người ba, và Nhất cũng vậy. Ba Nhất biết chơi trống, có trong một cái đội âm nhạc ở trong xóm thôi. Chỉ là đi những cái buổi mà nhạc đám cưới trong xóm á, ba Nhất có đánh. Và Nhất ngoài cái việc tập võ thì mình nhìn thấy ba đánh trống thì cũng được ba chỉ cho vài điệu. Và mình thấy ba rất là mê âm nhạc. Mỗi lần đám cưới là ba cũng hay lên hát lắm. Cho nên là từ đó thì Nhất cũng có ước mơ. Ngoài cái việc mà mình thi đấu, mình cống hiến, thì mình có một cái ước mơ là được đứng trên sân khấu hát thử. Và ở chương trình này thì đã cho Nhất cái cơ hội này. Và Nhất nghĩ khi ba Nhất xem chương trình, khi thấy Nhất đứng trên đây, ba Nhất sẽ hạnh phúc. Và Nhất kính cảm ơn điều đó. Chắc chắn là ba Nhất sẽ hạnh phúc. Và hôm nay thì không chỉ có ba đâu, mà tôi nghĩ là tất cả khán giả cũng sẽ rất bất ngờ với phần trình diễn của bạn. Và bây giờ thời gian bình chọn dành cho nhà đam mê bắt đầu. Ý là cái này là mình chọn cá nhân trước. Đúng xong rồi, rồi. Đúng rồi. Nếu mà anh thì anh thấy này công tâm nha, công tâm là Trọng Hiếu. Trọng Hiếu quá tốt luôn. Trọng Hiếu sau đó sẽ là Tuấn Hưng. Tuấn Hưng. Thì suy cho cùng thì cái bài nhạc nó hay ồ. Nó hay là phải do người hát nữa chứ còn hai người kia thì mà cái vocal của anh Trọng Hiếu rất là chạm luôn, nghe đúng là rồi, kiểu mình nghe, kiểu nghe, muốn đúng khóc rồi, luôn đúng á, tức là kiểu xúc động luôn á. Ý là nếu mà công tâm thì anh Trọng Hiếu sẽ đầu. Anh Tuấn Hưng hai. Hai người kia bằng nhau đi. Nếu mà công tâm thì anh nghĩ là Lê Minh Phát thứ ba và Duy Nhất cuối. Thưa quý vị, cổng bình chọn của chúng tôi đã đọc là họ sẽ bình chọn cái này trước và sau đó là khúc cuối họ sẽ được đổi. Đổi ba nhóm yêu thích. Đúng rồi. Chứ không phải là còn bình chọn cá nhân nữa. Sẽ là lúc mà tất cả chúng ta được biết số điểm hỏa lực mà nhà đam mê giành được như thế nào. Xin mời các bạn hãy cùng quay trở lại. Thôi là nhiêu ta? Nhìn lên màn hình. Giờ mới biết nè, giờ coi nè. Nhóm mới nhóm đầu. Nhà đam mê. Bốn anh tài của chúng ta hướng tất cả trái tim của họ về với ba của mình. Và bây giờ là tình cảm của khán giả dành cho nhà đam mê. Không mà bài này lấy điểm khán giả, lấy lòng khán giả dễ lắm. Nó về gia đình á. Về gia đình, nó về cha. Bó sĩ mặt đang rất căng thẳng. Quá hồi hộp rồi. Nhà đam mê, số điểm của các bạn. Do khán giả bình chọn. 2.330 điểm. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn mọi người ạ. Phần mở màn tôi nghĩ là đã rất thuyết phục. Dạ, cảm ơn mọi người. Chúc mừng các bạn. Cảm ơn anh. Nhà đam mê. Cảm ơn anh ạ. Đấy, bố bây giờ mới thở phào đúng không? Dạ. Để mọi người vẫn chưa chắc đâu ạ. Vì theo em được biết là có thể tình cảm của mọi người khán giả biết đâu sẽ còn thay đổi đến phút cuối thì sao. Nói chung là hát đầu tiên thì chưa có một điều gì chắc chắn cả. Và chúng tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ chiếm được tình cảm của tất cả quý vị các bạn qua bài hát vừa rồi. Hy vọng là các bạn sẽ giữ được số điểm này cho đến tận cuối cùng. Xin cảm ơn các bạn một lần nữa. Chúng ta cùng chúc mừng cho bốn anh tài. Vô rồi đó, vô rồi đó. Lụm rồi đó, lụm rồi đó.
Cô Huy ở đây vì anh Chí Ấn và anh Hà Lê. Ủa sao anh Thiên Minh bận vét khác màu vậy? Không biết, nhiều khi... Rồi, búp. Tại sao anh Chí Ấn của tôi không được bận? Lần gian dở đi qua cầu vồng. Ông mà làm đẹp ha. Cái cô bà làm đẹp. Cái diễn rồi. Đánh piano thôi. Nào. Khi mới thương nhau em hay nắm tay dặn dò, cho dù cuộc đời là bê dâu trái ngang. Đã thương nhau mình sắt son một lòng, nếu khổ thế nào thì tình ta vẫn không phai. Khi đó bên nhau ta xây biết bao mộng vàng, ta hẹn mùa xuân sang mình sẽ cưới nhau. Lá thu bay rồi đến đông gần tàn, giấc mộng sắp thành thì bóng ai đổi. Đó, để anh thôi. Nắm tay em đi qua cầu vồng, yeah. Để làn gió kia như đang xa vào lòng. Đến đêm ta như sao trên trời, tình yêu ta như ngàn câu ca dao trên đời. Nắm tay em đi qua cầu vồng, nhìn thấy phố như trên cánh hoa màu hồng. Người có nhau như thế gian trong đầu, cầu vồng không eo đời như xung quanh không màu. Bởi vì si mê baby, cho anh nắm tay và mình xoay nhanh way. Bay quanh mây trông em như cô dâu của anh vậy. Anh muốn bay sang Vegas gas thật nhanh này. Người gonna say E-O, chân em thật dài mà E-O, anh là có tay mà. Xoay ca viva la vida, la vida E-O, em bắt tay vào tim anh E-O, em có thấy nhịp tim nhanh. Tin anh, tin anh, không một ai có thể bằng anh. Không một ai có thể ngó, yeah. Tình của anh cứ để đó, yeah. Ừ thì có đưa vô về. Anh là anh cứ kể nó. Anh muốn đưa em chạy về phía cầu vồng, nơi hai con tim sẽ được nhuốm màu hồng. Không còn hồng mình khi đến mùa đông. Em đừng có hỏi anh có thua không. Nắm tay em đi qua cầu vồng, người làn gió kia như đang xa vào lòng. Đến đêm ta như sao trên trời, tình yêu ta như ngàn câu ca dao trên đời. Nắm tay em đi qua cầu vồng, nhìn thành phố như trên cánh hoa màu hồng. Mình rap rồi nè. Trót đời lắm ê chề, tình ơi nếu gặp giữa đời.
như chẳng quen. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chị ạ, tiếc một cái là cái trang phục của mọi người thôi. Ý là sao anh Quốc Thiên bận đồ trắng ta? Ý là nên mọi người nên kiểu bận đồ giống nhau, hoặc là mỗi người một màu. Đúng rồi. Hoặc là kiểu trắng đen, hoặc là trắng đen rồi xám kiểu vậy. Hai trắng ba đen cũng được. Bận thì nó ý là nhìn nó hình nó hơi kỳ. Hơi kỳ đúng rồi. Hơi kỳ. Nhóm nào cũng công phu đây, con ấy sao không xin ý kiến của đội này nhỉ? Lắp hai cái răng lên, có khúc acapella này làm mọc nanh ra luôn. Nhà hát với Quốc Thiên, Hà Lê, Đỗ Hoàng Hiệp, Kiên Ứng và Thành Trung. Yeah. Nhớ bình chọn nhá. Nhớ bình chọn nhá. Các bạn ơi, đây là lần đầu tiên. Phải nói là từ trước đến giờ Hoàng Hiệp, Đỗ Hoàng Hiệp đã luôn luôn theo đuổi một con đường, đó là con đường nhạc rock. Và các bạn biết nhạc rock nó rất là cháy đúng không? Và hôm nay thì khi mà đứng tại chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, thì đây là lần đầu tiên trong cuộc đời. Lần đầu tiên trong cuộc đời là mình được trải nghiệm và mình được sống trong cái không khí như thế này. Và thêm một điều nữa, rất mong các quý vị ngoại trừ là ủng hộ cho nhóm nhà hát chúng tôi, thì còn chúng ta có thể vỗ tay thật lớn dành cho chương trình được không ạ? Hôm nay Hoàng Hiệp là mặc áo đuôi tôm, trông tôi thấy cứ giống kiểu nhạc trưởng. Dạ vâng, đúng không? Với nhóm này thì tôi thấy Kiên Ứng có vẻ là ít nói nhất nhỉ? Vâng. Em chỉ thích đứng đằng sau thôi à? Dạ, em chưa quen đứng ở trước ánh sáng như này. Hay là em chưa quen nói với cái răng đang ở trong miệng? Một phần ạ, khoảng 30-40% ạ. Kiên Ứng là một người ít nói nhưng mà rất là chăm chỉ, rất là cố gắng. Chăm chỉ là làm những việc gì? Là luôn luôn push anh em phải tập. Và mình cũng phải tập thật là tốt. Tại vì em biết có một cái giới hạn, đó là em chưa bao giờ đứng ở trên sân khấu. Nếu mà tham gia chương trình này phải nói đúng, đó là lần đầu tiên em cầm micro. Ngày xưa em không bao giờ đi hát karaoke luôn. Thì chưa bao giờ em làm cái điều như thế này, nên là nó là một cái gì đấy rất là mới mẻ. Sắp chắc chắn là có động lực gì thì bạn mới đến với Anh Trai. Kiên chia sẻ là vì sau này những cái tiết mục này sẽ được con xem lại, hai đứa con của Kiên sẽ xem lại, nên là Kiên phải cố gắng thì mọi rõ thứ. Rõ ràng là phải vì một ai đó mà. Yeah, yeah. Đấy là mục tiêu lớn ạ. Mình chọn cho nhà hát thật nhiều nhá. Nhà hát đi. Diễn đầu. Diễn đầu áp lực lắm. Nhưng mà áp lực lắm. Chính là bài này nó bình thường. Cho cái bài đầu làm tốt quá chứ. Bài đầu làm tốt quá. Để coi bài này nhiêu điểm, nhưng mà cái bài đầu làm tốt, bài đầu 23-30 hả? Bài này anh nghĩ sẽ thấp hơn á. Công tâm thật nhiều nhá. Để coi. Nhưng mà ý là nếu mà tính 5 người trong này, em chấm điểm làm sao? Chấm Đỗ Hoàng Hiệp. Tôi bias, tôi chấm Kiên Ứng đầu tiên. Em chấm anh Đỗ Hoàng Hiệp chứ. Anh thấy được cái cố gắng của anh, xong rồi cái vocal của anh cũng tốt nữa. Xong rồi chắc tới anh Hà Lê. Anh nghĩ là nếu mà không có nhiều thì anh Kiên Ứng chắc phải thứ ba luôn, thứ tư luôn ấy, thứ ba thứ nếu, tư ấy. Nếu mà trong cái bài này mà không có nhiều ấn tượng, để lại không nhiều ấn tượng nhất chắc là anh tên gì? Thành Trung hả? Thành Trung. Không có nhiều rất dễ, nhưng không có phần nào mà kiểu nó nổi bật á. Cái phần của anh Kiên Ứng cũng nổi bật nhưng mà cái vocal của anh chưa có tốt lắm á. So với anh Đỗ Hoàng Hiệp, cho nên là em thấy anh Đỗ Hoàng Hiệp làm tốt hơn. Ok. Kiên Ứng đầu nha. Thời gian bình chọn đã kết thúc. Và bây giờ là lúc mà chúng ta được biết khán giả dành cho các bạn bao nhiêu phiếu bầu. Hãy nhớ rằng mỗi một phiếu sẽ là tương đương với 10 điểm hỏa lực. Và các khán giả đã dành cho các bạn số điểm là 1.930 điểm. Là bài kia cái sẽ rất là nhìn kiểu sẽ nhiều. Cảm ơn các khán giả. Và
bây giờ chưa hết ạ. Hãy nhớ rằng trong chương trình này chúng ta có phần chuyển phiếu chạy điểm. Vâng. Anh nói cho em lòng em đau quá. Chúng ta đã có hai nhóm thể hiện trên sân khấu này rồi. Nhóm đầu tiên được 2.330 điểm và nhóm nhà hát được 1.970 điểm. Chúng ta sẽ cùng xem thứ hạng này có thay đổi sau hai tiết mục không? Mọi người có thể chuyển điểm lại cho. À là giờ chuyển luôn á hả? Cứ mỗi cái là con. À, thứ tư đến thời điểm này sẽ là thế. Nhà đam mê 2070 và nhà hát 1970. Mình biết cái số rồi. Và nhà hát 1970 đã có một chút xíu thay đổi rồi. Như tôi vừa công bố là nhà đam mê lúc trước là 2.330 điểm. Bây giờ còn 2.070 điểm. Rất hấp dẫn. Đừng thay đổi nhá. Thank you, đừng thay đổi nhá. Đừng thay lòng tuổi già nhá. Đừng thay đổi nhá, yêu trọn đời nhá. Cảm ơn ạ. Yêu mẹ mắt, con cảm ơn cô chú ạ. Right to life. Trời ơi, màu mè vậy. Anime à? Joker hả? Cái gì? Never give up. Never give up. Trời ơi, người ta làm đẹp quá ha, mấy cái này làm đẹp quá ha. Kiểu Alice in the Wonderland vậy á. Một người đi với một người, một người đi với nụ cười hất hiu. Hai người vui biết bao nhiêu, một người lặng lẽ buồn hiu. Ladies and gentlemen, welcome to the Wonderland. Tấm thiệp mời trên bàn, thời gian nghĩa điều rõ ràng, lại một đám mừng ở trong làng. Rồi ngày cưới rộn ràng khắp vùng, ta chấp chân tới giặc sẽ đi cùng. Nhiều ngày tháng giờ này thơ phùng, mà lòng cay cay cay. Rồi đã là vợ người ta, áo trắng buông râu cầm hoa, nhạc tung tóe thanh niên hòa ca. Vài ba đưa lên lân lưu theo, ấy là thành đám cưới em với người ta. Anh biết rồi anh còn xa, tình yêu ấy thì sao còn xa. Người ấy. Hello baby, hôm nay tới chơi này, từ vì đâu đây? It's okay, em cứ gió hơi đầy. Tụi lực không cao, không sao. Giữ cao tay lên nào, cụ hãy on stay. Hey, hey, I see we the we are wrong. Hey. Anh chỉ muốn hỏi, em bảo anh chẳng chúng ta dài dâu. Sao lại vội tới với người mới xong mời cưới anh ở dưới ôm tiền nối cho mềm cuối chưa kịp nuôi. Hôm nay đến lúc em anh phúc lại tốt thật rồi. Yêu thương các cô không trên chút thì thật trời. Buồn buồn là hai, tiếng buồn thành sai. Đành là vợ trai từ kỳnh vai cho ai hai. Một người lẻ loi mong em bước về, mà nào ngờ đâu anh quên nước thề. Một người mãi mê em trao giấc mình, bàng hoàng nhân đã sống giấc mình. Lòng ngỡ ngơ, ai đi qua sông lỡ quên bên bờ. Khi anh bất ngờ cũng đã đến giờ. Giờ em đã là vợ người ta, áo trắng cô dâu thầm hoa, nhạc tung tế thanh niên hoa ca. Vài ba đứa lời lưu theo, anh là thành đám cưới em với người ta. Anh biết ra anh mà ra, tình yêu ấy thì sao chẳng xa. Buồn hay là Tháp đen á.
giờ em đã là vợ người ta. Hãy sống vui hơn ngày qua, nhắn cũng là thành viên rồi ba. Còn không sao để cứ ngỡ nghe ta nghe cưới anh nhớ người ta. Anh thương yêu mình còn ba. Ngày hôm ấy mình kéo dài ra. Buồn thay la la la. Không tới nha. Không biết giờ em đã là gì á? Vợ người ta. Còn nữa. Rồi nhá. Đeo. À, tính ra là cái mấy cái bộ outfit này vô cái khúc drop nhảy đẹp quá, nhìn xịn quá. Nhưng mà anh vẫn cảm giác là cái phần rap làm chưa tới. Thì hát hay nha, hát hay. Ôi Trần Đông, Trần Đông. Nhảy một trời luôn. Rồi, quá đẹp, quá đẹp. Top 1 server. Còn xe một trời, nói chung là chỉ phần rap thôi. Phần rap nó hơi này chắc 8.5-9 luôn á. Rap là không tới thì có thể là không phải là kiểu rapper chuyên nghiệp nữa nè. Ê, không hiểu được. Ngũ Anh. Mirror. Rồi em ví dụ em chấm này sao? Phạm Khánh Hưng. Ôi rồi này khó. Division và trước Kế Minh. Xem nhiều quá. Thích ai không? Các bạn không tưởng tượng là tôi phải chiến đấu với khán giả như thế nào để được lên tiếng đâu. Bởi vì họ đang hét rất to cổ vũ cho các bạn. Nhưng mà chắc cao điểm á. Hôm nay tôi thấy các bạn đưa đến một tiết mục rất là đặc biệt. Cá nhân tôi tự nhiên tôi liên tưởng đến, không biết các bạn đã xem phim The Greatest Showman chưa nhỉ? Rất là giống một không gian kiểu hơi Wonderland như vậy. Và đưa đến cho chúng ta rất nhiều những cá tính khác nhau, đặc biệt là Phạm Khánh Hưng. Tôi thấy bạn hoàn toàn lột xác. Dạ đúng rồi. Sự lột xác này có khó khăn lắm không ạ? Thank you. Khi mà Hưng được chọn vô nhóm của BB với Jun á, thì Hưng có nói là anh vào nhóm tụi em anh rất là thích, nhưng mà anh muốn dòng này cho anh lột xác. Thì các bạn đã làm điều đó cho Hưng được rồi. Thank you. Anh là đã cố gắng rất là nhiều. Như một ông chủ gánh xiếc. Vâng, đúng rồi. Ra giới thiệu rất là đàng hoàng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bầu chọn cho nhà Ngũ Hành. Kim Mộc, Thủy Hòa Thổ, các bạn sẵn sàng chưa? Yeah. Hãy nhớ chúng ta sẽ có 350 khán giả, 350 phiếu bầu đang chờ. Bibi muốn nói một cái gì đó trong cái này, muốn chia sẻ thôi. Tại vì thật ra em là không phải là một người hay than khổ, nhưng mà Chun ơi, em đang tâm sự ở Chun. Em 10 phút đấy. Em đang chia sẻ tại vì anh biết không, nhóm em khi mà làm tiết mục này mọi người là nhà Ngũ Hành là bệnh tật tùm lum hết á. Anh Trương Thế Vinh này, rồi anh bị Phạm Khánh Hưng, rồi bị cảm nặng, rồi Huy bị sốt. Còn em bác sĩ nói là tiền đình cấp độ 2, tiền đình cấp độ 2. Bác sĩ nói là không nên làm những cái pha nguy hiểm như thế này. Tại vì có thể sẽ khùng khùng điên điên. Nhưng mà em vẫn cố gắng gì mọi nói người. Sao? Không được than thở lên sân khấu là như thế nào? Không. Thôi được rồi, thương em đừng khóc, được. Mọi người, BB cũng muốn chia sẻ luôn là BB vừa bán chiếc xe để đầu tư cho thiết kế. Anh em ở đây mỗi người bán một thứ cho nên là mọi người nhớ ủng hộ anh em nhà Ngũ Hành nha mọi người. Cả nhà ơi, làm ơn bố dịch thôi nha. Nhớ mình chọn nha. Trong sau sẽ biểu diễn tốt hơn. Để có tiền mua xe lại. Mọi người, Ok, thank you em. Thank you mọi người, thank you. Có gì bố dịch chuột nha. Nha. Nhớ bố nha mọi người. Và bây giờ là giây phút mà tất cả chúng ta cùng chờ đón. Điểm số của nhà Ngũ Hành sẽ như thế nào? Xin mời các bạn. Please à, họ đã bầu chọn rồi. Coi như cũng phải vui nha. Vui. Phải vui nha. Yeah. Ngũ Hành. Tiếng cổ vũ rất lớn. Ngũ Hành. Chúng ta xem con số bao nhiêu. Không biết được, này chia ba mà. Có lớn như vậy không? Đổi. Mà nghĩ chắc sẽ cao hơn cái nhà trước đó. Nhà thứ nhì. Ừ, còn cái nhà cao hơn nhà thứ không? Trời ơi, quá cao. Cao nhất mẹ. Ủa, anh muốn giúp nhà
Cảm ơn mọi người. Giờ mới hay được cái bức ảnh của mình diễn đầu tiên. Chúng ta sẽ cùng xem các bạn hiện giờ cho đến thời điểm này xếp ở thứ hạng nào so với hai nhà kia. Ngay bây giờ sẽ là số điểm của ba tiết mục đầu tiên. Cứ mỗi một lúc thì số điểm sẽ lại thay đổi. Và chúng ta sẽ cùng chờ xem nhà đam mê và nhà hát. Số điểm của hai nhà này có thay đổi hay không? Ta sẽ xem Ngũ Hành xếp ở vị trí thứ mấy ngay bây giờ. Đủ nhiều luôn á. Nhà Ngũ Hành đang đứng đầu bả. Nhà Ngũ Hành đang xếp ở vị trí cao nhất với số điểm là 2470. Ồ, nhà đam mê bị trừ rồi. Nhà đam mê bị trừ quá nhiều. Nhà đam mê số điểm đã có thay đổi 1720 và nhà hát là 1690. Nhớ giữ số điểm này nha. Con số 247 này rất là ý nghĩa với Jun. Jun sinh ngày 24/7. Em hy vọng là mọi người sẽ giữ cái ngày sinh nhật này cho Jun đến cuối chương trình. 247 và mời các bạn quay trở lại với phòng chờ. Ok, cảm ơn mọi người. Đảo đảo vậy đó. Quý vị, đến giây phút này thì chúng ta đã thấy được điểm số thay đổi rất nhanh sau mỗi một tiết mục. Có thể thấy được có đội lên đội xuống và chúng ta chưa biết được kết quả cuối cùng sẽ như thế nào. Chỉ đến cuối chương trình chúng ta mới biết chính xác là ba đội nào dẫn đầu và những đội nào là an toàn, đội nào là nguy hiểm. Sau khi mà được tập rồi được hát cả mọi thứ rồi, hiện tại Luật rất là tự tin luôn. Và Luật nghĩ là Luật chọn bài lột xác và chuyện nhỏ thì mọi người cũng sẽ thấy Luật lột xác. Có lột xác hay không? Hai rapper và một diễn viên à? Rồi không ai một cổ. Rồi, vô à. Đó là huy động người dân kết hợp cảnh sát truy lùng tăng vật của một phi vụ lừa đảo gây thiệt hại đến con số hàng trăm tỷ đồng. Ok. Nhìn về từng ngày vừa đi qua đây vẫn thấy ly lâm đắng cay. Rồi chuyện xưa đừng buồn nữa, đừng ngồi vu vơ. Dẹp hết gột sạch thế. Ngày dài vừa chết còn gì mà nhắm đến. Yêu cần làm là vui lên. Về đường dài còn bao trong gai. Yêu theo mây có thấy ai. Ngỡ rằng vụt bay, nụ cười ai, nụ cười em đây. Lột xác tay người khác. Nặng nề ngày tháng còn gì buồn chán. Bay lên vỡ nát. Được, nghe được. Chúng ta vui như lúc bên đây. Ngày xưa hôm không hẹn ngày. Hát một mình, hát cùng bàn tay xinh. Trời ơi, giống như MV ấy. Chúng ta say như lúc mới yêu điên dài. Nhớ thương em bên ngoài. Hôm nào ta ngỡ ta như trong. Chẳng thể ngơi tay. Dẹp hết lột sạch hết. Ngày dài vừa chết còn gì mà nhắm đến. Điều cần làm là vui lên. Nhìn về đường dài hình xuống tương lai. Điều đeo mấy có thay ai. Làm tóc. Mê thiệt chứ. Sao cái kia không để ổng cầm ly rượu đi cái, kiểu để gây bất ngờ. Trời ơi, chương trình này là dừng lại đó. Đúng là chương trình luôn, kiểu cố ý luôn á. Cố ý luôn á, thiệt á. Biết rồi đó, biết rồi đó.
hồi nãy nghi rồi tiếng thấy kiểu có cái ba bơ rồi vô mà không nghĩ ổng chứ. À, này không cho ổng cầm ly rượu đi, này chương trình chơi anh tôi rồi. Còn gì mà nhắm đến, điều cần làm là vui lên. Nhìn về đường dài hình xuống tương lai, nếu kéo mấy có thay ai. Nếu chợt ngày mai mình đổi thay vận mệnh trong tay. Lột xác thành người khác, nặng nề ngày tháng có suy bụng đá. Bay lên vỡ nát. Cho ta vui như lúc bên thời ngày sớm hôm không mệt nhai. Hát một mình, hát cùng bàn tay xinh. Cho ta say như lúc mới yêu điên dài, nhớ thương em mệt mài. Hôm nào ta lỡ ta như trong. Như là khó, tưởng như là khó. Có những lúc chuyện nhỏ, tưởng như là khó. Say what, say what. Có những lúc thay lò như một chuyện chắc chắn nhằm nhỏ. Có những lúc ngặt nghèo, tưởng như xong là xong rồi đó. Nhưng nghĩ lại một chuyện chẳng đáng mà lò, chỉ là chuyện nhỏ. Dù nó chuyện bạc quá to, quá to, khiến cho mình quên đi nghèo khó. Nghèo khó, chỉ cần ta ôm trọn được nó. Từ giờ sẽ chẳng cần so đo. Điều đó cũng có nghĩa phải từ bỏ cả lòng tự trọng để biến cái không thành có. Thà rằng ta cứ sống như cách được học từ nhỏ, đói cho sạch, rách cho thơm tho. Nào hãy vui lên nào bạn nhé. Đời khó khăn chỉ là lẽ thường. Và giờ hãy vui lên nào bạn nhé. Wow, dạ con thích ngắn rồi. Hát bài hay quá. Cười tốt, cười tốt à. Nhảy nhảy à, nhảy à, nhảy à. Ô, đừng nói anh lực nhảy luôn nha. Đừng nói anh lực nhảy luôn nha. Ô, 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 ô. Ôi mà hay quá. 10 điểm. 10 điểm, 10 điểm. Wow. Điên, 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 điên. Hay quá. Quá hay luôn á. Tài sinh. Tài sinh. Muốn anh nhảy. Muốn anh nhảy. Đúng là tài sinh. Wow, hay quá. Tôi thấy nhà này hay quá. Hay quá, và đến giờ phút này tôi đang tự hỏi không biết là đâu là rapper và đâu là diễn viên. Làm quá gắn luôn. Các bạn thấy như nào ạ? Phần trình diễn này như nào ạ? Đôi vai đóng chủ. Cái này phải shout out cho kiểu ai kiểu làm bố cục, chia bố cục bài hát nè, chia bố cục diễn luật. Tôi rất ít khi thấy các rapper kiểu như Đinh Tiến Đạt. Ngày xưa tôi chơi với Đinh Tiến Đạt khá lâu rồi, ít khi thấy bạn nhảy lắm. Romantic cũng như vậy đó. Nhưng mà tiến luật mà nhảy thì đó, quá ngạc nhiên luôn. Hết bài luôn, nói cái đó là lấy điểm á. Dạ, tại anh Đạt suối. Anh Đạt nói là mình hát bài lột xác. Em mới kiếm gì đó em lột đi. Em lột đi cái cũ của em. Khán giả đang rất là mong chờ những cái động tác. Quá đỉnh. Quá đỉnh, quá đỉnh. Dạ, đang rất là mong chờ những cái động tác. Cái gì vậy? Ai mới hỏi gì? Cái bụng mà giỡn, cũng mà giỡn. Làm ơi, làm ơi, làm ơi. Làm ơi, làm ơi, làm ơi, làm ơi, làm ơi. Anh chỉ em làm, anh chỉ. Nè, thì vậy thôi, làm sao anh vuông. Nè, nè. Trời ơi, nè, em chỉ để cái này nè. Khỏi đi. Mệt quá. Coi đi kìa, coi anh tôi nói chuyện kìa. Coi anh tôi nói chuyện. Ai nói gì vậy? Phải. Bây giờ các bạn sẵn sàng để bình chọn cho nhà tái sinh chưa? Các bạn ơi, cổng bình chọn cho nhà tái sinh sẽ
bắt đầu. Chọn đi. Chọn ai? Ý là nếu mà chọn ai? Nếu mà chọn đúng công tâm nha, sẽ là Ramastic. Anh Ramastic sẽ là đầu. Ừ. Anh Tiến Lực thứ nhì. Các bạn nhớ bình chọn cho tay xin nha. Nếu mà mình chọn nhóm này thì nhóm này phải điểm cao. Từ đầu tới giờ nhóm này là để lại nhiều ấn tượng nhất. Đúng không? Xin chúc mừng một lần nhóm nữa nhà tái sinh. Nhóm này tôi á. Wow đó. Tôi quạo đó. Còn bây giờ sẽ quậy đó. Mà tất cả chúng ta được biết khán giả có thực sự yêu mến các bạn hay không? Chà, anh nói cái đó em sợ. Căng thẳng quá. Tôi chỉ nói vui vậy thôi, nhưng mà tôi tin chắc là với tiếng vỗ tay này thì các bạn sẽ nhận được rất nhiều điểm. Dạ. Hãy nhớ rằng một phiếu bầu tương đương với 10 điểm hỏa lực. Chúng ta hồi hộp chờ đợi. Yeah. Ba anh Tài, Đinh Tiến Đạt, Tiến Luật và Ramastic. Hồi hộp nha. 1.580 điểm. 1.580 điểm là số điểm của nhà tái sinh. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng xem họ xếp thứ hạng như thế nào trong 4 tiết mục vừa rồi. Coi kìa, coi xếp thứ mấy mấy. Nhà Ngũ Hành, wow. 2.430. Nhóm nào đầu, nhóm nào đầu. 1.580 xếp được vị trí thứ 2. Ê, điểm cao nha, điểm cao đầu nha. Đầu đầu mà thấp. Một năm mà thấp mà. Không phải chia ra cho nhiều đội. Chia ra nữa anh. Phải chia ra cho nhiều đội. Điểm nó sẽ còn có điểm lui nữa. 1.470. Và nhà hát là 1.420. Tái xích rồi, tái xích rồi. Thôi tức đi, kỹ coi. Coi nữa không? Wow quá, coi nữa không? Wow quá, không cảm. Xin lỗi, xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi. Xin lỗi, em xin lỗi. Tiến Luật đây, như đây là quá nhiều. Quá nhiều rồi đúng không? Quá nhiều anh à. Quá nhiều. Cảm ơn mọi người, cực kỳ cảm ơn mọi người rất nhiều. Quá hay rồi nha. Và với vị trí thứ 2 tính cho đến thời điểm này thì các bạn có thể thoải mái tươi cười với tất cả khán giả. Một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn khán giả và xin được chúc mừng nhà tái sinh. Trời ơi, vậy mà hạng nhì, trời ơi, thua đúng nhiều, thua 800 mấy điểm luôn. 800 mấy điểm. Ừ. Xàm. Không chấp nhận được. 900 mấy điểm hay sao? 800 mấy điểm. 800 mấy. À bữa giờ có cái meme Subin á. Cái meme Subin là nhỏ á. Không biết không mẹ. Ui đẹp quá ha. Shoutout cho ai làm cái này á. Nó vừa đơn giản, nó vừa đủ. Nhưng mà đẹp. Trời đẹp quá. Ôi con gái nhà ai mà đẹp thế này. Ngây ngất. Ôi giời, ôi giời. Ôi giời. Ôi giời. Ôi giời. Duyên là từ khi gặp em, bối rối chỉ bằng mượn nợ để làm quen. Hey. Kéo anh đưa em qua khắp lối, hòa bức tranh kể chuyện tình đẹp đây rồi. Bao nhiêu năm tháng đằng sau, đã đi qua hết buồn đau. Ồ, biết là rất là hợp với lại nhà Space Speaker đúng không? Sau này vẫn có nhau. Đêm anh ngồi là chờ ông trông, thương mong người nhưng người còn thương không. Xa bao ngày thì người còn thương không? Cùng nhìn về phương xa yêu yêu. Ý là hay hiểu không? Ý là anh dỗ em là kiểu hay á. Coi mà quýnh hoài. Hay thiệt. Hay mà chỗ anh không nghĩ là chú Từ Long hát cái beat này xịn nghe nghe rất là nó phải vậy thấy không? Vậy mà cứ mà dỗ dỗ thì mình phải dỗ dỗ thì mình phải vai theo chứ. Em quay nhìn qua anh rồi kiểu. Theo anh đưa em qua khắp lối, hòa bức tranh kể chuyện tình đẹp đây rồi. Nó hay quá. Bao nhiêu năm tháng đằng sau, đã đi qua hết buồn đau. Cho một lời hứa mãi mong sau này vẫn có nhau. Đêm anh ngồi là chờ ông trông, thương mong người thì người còn thương không. Xa bao ngày thì người còn
còn thương không? Cùng nhìn về phương xa ôi ao ao. Tình bằng có cái trong cờ, tình bằng có cái trong cờ, tình bằng có cái trong cờ, tình bằng có, tình bằng có, tình bằng có cái trong cờ. Khe là khe vô ôm ấy bồng mà nền bồng, ôm ấy bồng mà nền bồng. Ồ hay quá. Một bầy tan tình con xích, một bầy tan tình con xích, ôm ấy lội 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 sông, ôm ấy đi tìm em nhớ từ ngày. Đôi con mắt ôm ấy lìm dim, đôi con mắt ôm ấy lìm dim. Một bầy tang tình con nhẹ. Wow, em. Một bãi. Ấy mây răng tơ. Răng tơ ấy mây đi tìm em nhớ thương ai. Wow. Duyên nợ khách tang bồng, duyên nợ khách tang bồng. Ủa gì nữa đây? Xin bằng nguyên anh ra đi mang theo duyên người xa, mong người về vì quy một trời hoa. Chỉ kẻ làm trai anh băng qua bao chồng gai chân bước đi hiên ngang. Gian nan vây chắn trời, cây non đang đấm chồi vươn qua tăm tối. Về liền á, quá hay luôn. Quá đỉnh luôn, kết hợp nhiều hơn. Đỉnh vãi rồi. Có cái mìm đó, cái mìm nữa. Đem cái mìm đó lên nữa. Đỉnh vãi. Hay quá, hay quá. Ghê gà luôn á. Tính ra nãy giờ hai nhóm ba người làm tốt nè. Tính ra hai nhóm ba người làm tốt nhất. Tháp một. Hay quá, hay quá. Mà nếu công tâm nói là hai nhóm ba người nãy giờ làm tốt nhất. Này tốt quá, này không có gì để chê luôn, không có gì trên sân cầu lúc này là nhà sao sáng cùng với vũ đoàn ô. Ý là ai cũng có cái gì nhân từ lâu. Đúng rồi. Hay là một cái ấn tượng. Solin và Cường Seven. Thôi là nếu mà cái này chấm thì chắc là ông chấm nó chút được lâu đầu á. Đúng rồi. Cái đầu thấy mười cái thời. Xin cảm ơn. Mà kiểu làm nhiều hướng lắm luôn, tức là em không nghĩ là anh thở xong chưa? Hát là hò mà kiểu giọng nó trẻ như vậy luôn á. Tôi không nghĩ là hát live và diễn live nó mệt như này. Vâng. Mệt hơn cả câu trước tôi diễn. Tôi thì thấy có một điểm rất đặc biệt ở trong phần trình diễn vừa rồi. Đi từ dân gian xong đến đoạn cuối cùng là chúng ta thấy tất cả những phần kết hợp từ cả dân gian về hình ảnh lẫn âm nhạc hiện đại. Các bạn đã làm, bà anh Tự Long làm rất tốt.
Xuân Vinh xin được gửi lời chào trân trọng nhất tới nhóm này không vô tất cả mọi người đang có mặt trong đây ngày hôm nay. Cái... mọi người chính là cái nguồn động lực lớn nhất để tất cả anh em chúng tôi có những cái bài hát cũng như là phần thi nó cống hiến như thế này. Với ca khúc này của chúng tôi là một nét khá đặc biệt so với tất cả những ca khúc mà các bạn nghe. Bởi vì ca khúc này chúng tôi muốn làm về văn hóa. Văn hóa là bản chất, văn hóa là cội nguồn, văn hóa là dân tộc. Câu chuyện văn hóa chúng tôi muốn kể đó chính là respect. Tiếp nối những giá trị truyền thống, chúng tôi muốn cho những người trẻ ngày hôm nay hiểu hơn và tiếp cận hơn, nhiều hơn nữa để thêm yêu cái vốn cổ của dân tộc. Và những gì chúng tôi làm vẫn giữ lại nguyên sơ những cái nét văn hóa đấy. Bài Trống Cơm chúng tôi không sửa. Nhưng có một điều đặc biệt chương trình đã cho chúng tôi, đó là 49% được sáng tác mới. Bởi vậy là Subi và Cường Seven cùng với ekip đã sáng tác ra một đoạn. Và cái đoạn đó cùng với âm nhạc của ngày hôm nay, chúng tôi muốn làm mới những giai điệu của Trống Cơm nhưng không mất đi bản sắc dân tộc của mình. Đối tượng của chúng tôi có thể là người thế hệ 6X, 7X, 8X nhưng cũng có thể là đối tượng 2000, 2030, nhưng họ vẫn thích nghe Trống Cơm và chúng tôi làm giàu thêm kho tàng văn hóa của Việt Nam. Và xin cảm ơn anh. Bây giờ thì cổng bình chọn của chúng ta sẽ bắt đầu mở và các bạn có thể bình chọn cho nhóm Sao Sáng. Nhóm này với nhóm nãy là hay nhất. Thế thôi, công tâm. Đây là nhà Sao Sáng và họ vừa làm dấu sáng sao. Vâng, một ông Sao Sáng, ba ông sáng sao. Ba ông sáng sao, chúng ta sẽ cùng xem ba ông sáng sao nhận được bao nhiêu phiếu bầu của các vị khán giả. Xin mời nhà Sao Sáng có thể quay lại. Nãy bộ đồ đấy tưởng là lên cái vỏ. Có cũng được mà. Sao Sáng sẽ được bao nhiêu phiếu bầu đây? Sao Sáng, Sao Sáng. Số Bình Hoàng Sơn, Cường Seven. Để coi nha. Để coi nhiều điểm, để coi tấp mấy nha. Cảm ơn mọi người ạ. Này, vẫn chưa hết. Một thì quá quá không. Chúng ta mới được luôn. Biết điểm số. Còn bây giờ là lúc mà chúng ta biết được xếp hạng. Và đến giây phút này thì chúng ta sẽ chỉ có 4 đội này cao nhất được xếp hạng thôi. Chúng ta sẽ cùng xem 4 đội này là đội nào. Để coi. Nhà Ngũ Hành 2330 điểm. Nhà Sao Sáng đang xếp ở vị trí thứ 2 với điểm số là 1860, nhà Tái Sinh 1290 và nhà Đam Mê 1270. Các bạn có thể thấy được điểm số thay đổi rất rất nhiều. Tao gặp tất cả trái tim khán giả. Nhóm trước tao nói là nhóm này và cũng mà không. Một lần nữa chúng ta cùng chúc mừng cho nhà Sao Sáng. Mọi người tao gặp được tao bẻ đầu của mày nha. Chích bi của mày. Ok, chích bi 1 kg đầu của mày chạy. Rồi, nghĩ sao vậy? Quý vị thân mến, tiết mục tiếp theo đây sẽ là sự giao thoa. Ok. Ok, em nghĩ là ổn, em nghĩ là ổn. Mày chậm quá, TikTok nó chậm quá. Giống phim ma cái nhạc kìa. Nhiều thằng vậy nó kiểu ba mẹ nhắn tin á, con đang làm gì đây, con đang làm gì thế, tôi đang học bài rồi đừng có nhắn gì á. Nhiều ngoài đời nhiều thằng vậy đó, tao nói rồi đó, tụi bay có vậy là tụi bay tự biết ha. Còn ai mà nhắn kiểu thương cha thương mẹ hiếu thảo 10 điểm. Còn mấy cái thằng nào mà kiểu ba mẹ nhắn con đang làm gì vậy, con ăn gì chưa, mà tụi bay nhắn là hỏi làm gì nha. Tao gặp ngoài đời, tao gặp ở đâu tao chích bi đó. Ok chưa? Tao nói rồi đó. Đó, con nhiều việc quá. Con nhiều việc quá. Ooh.
camera kìa. Thấm thoát mấy năm dài trôi, ta chỉ mới vừa chớp mắt để nghĩ ngơi mà thôi. Còn người ta gặp ngày xưa đâu mất rồi, liệu giờ ta là ai trong mắt người khi tỉnh thức sau giấc ngủ đông. Mơ trước sân không biết bố còn trăn trở, ký ức bên con viết vọng vẹn vài trang vở. Ngày mẹ bồng con đi, bố quay mặt về hướng khác, tàn thuốc vụn trên bàn, hạnh phúc tan ngang cửa. Niềm kiêu hãnh của người đàn ông đứng trên lỗi lầm nên nghiêng ngả, ánh mắt suy tư hay dán chặt lên hiên nhà. Con học làm người đàn ông từ nỗi buồn của mẹ, vì bố dạy con đi chưa kịp dạy con ngã. Vì ngày thơ nên tình người hoa bên ta. Bố dạy con đi như chưa từng dạy con ngã. Damn, cái lyric này hay vãi. Niềm kiêu hãnh của người đàn ông đứng trên lỗi lầm nên nghiêng ngã. Shit. Damn. Ký ức bên con viết vọng vẹn vài trang vở. Ngày mẹ bồng con đi, bố quay mặt về hướng khác, tàn thuốc vụn trên bàn, hạnh phúc tan ngang cửa. Niềm kiêu hãnh của người đàn ông đứng trên lỗi lầm nên nghiêng ngã, ánh mắt suy tư hay dán chặt lên hiên nhà. Con học làm người đàn ông từ nỗi buồn của mẹ, vì bố dạy con đi chưa kịp dạy con ngã. Vì ngày thơ nên tình người hoài bên ta. Giật mình thức giấc xuân hạ thu đông qua, từ một giấc ngủ dài không thể quay trở lại, không thể nói lòng mình. Không biết rất khó để vượt qua sóng gió với tổn thương bố có. Con chỉ mong bố thấy con ở đây, nắm tay và hát bố nghe. Thấm thoát mấy năm dài trôi, ta chỉ mới vừa chợp mắt để nghĩ nơi mà thôi. Đâu ngờ ban vật xung quanh đôi tay mất rồi. Ta là người ngoài hành tinh rất ngây lúc thời gian. Ta chỉ mới vừa chợp mắt để nghĩ ngơi mà thôi. Con người ta gặp ngày xưa đâu mất rồi. Liệu giờ ta là ai trong mắt người khi tình thức sau giấc ngủ đông. Bầu trời của bố để lo toan cho con vui cười đến lớp. Chiếc xe máy chở con qua những khu chợ, những tiếng rào của sáng sớm. Nhìn ánh mắt con thơ ngây muốn dành cho con tất cả điều tuổi thơ bố chưa có. Và nhờ có thêm sức mạnh khi về nhà thấy nụ cười con ở đó. Và con hát như thiên nga cho yên bình trên mặt nước nhưng dưới chân luôn vùng vẫy. Con hãy đón nhận trong gai luôn đối diện với thử thách khi bố mẹ không còn đây. Bầu trời của con quá rộng lớn nhưng bầu trời của bố mẹ chỉ là con. Nhưng cùng mê giấc ngủ say và dường như thức dậy ở nơi thế giới khác. Mở mắt ra nhìn thấy cha mẹ.
cảm giác khối lòng cứ sao nhẹ. Mới đây hôm qua không vâng lời con câu hát hai người. Vậy mà sao em nay nhìn con vẫn Dây. Nhà Xuân Hạ, Thu Đông, Bằng Kiều, Binzy, ST Sơn Thạch và danh thủ Hồng Sơn. Tôi cảm thấy rõ ràng sự bứt phá của từng nhân vật, từng anh tài của chúng ta. Họ đang bước ra ngoài vùng an toàn của mình. Còn bây giờ quay trở lại với ST Sơn Thạch. Anh biết lúc này em đang rất xúc động. Một câu chuyện có lẽ là gắn liền với em. Và anh sẽ nhường lại lời cho em. Lời nói đầu tiên xin phép cho ST xin lỗi. Bởi vì em đã để cái cảm xúc nó quá mạnh ở ngay trên sân khấu này. Em cũng phải cảm ơn các anh trong đội Xuân Hạ Thu Đông rất là nhiều. Bởi vì chúng ta là gia đình mà em. Dạ. Yeah. Bởi vì em rất là mong muốn với công diễn này em được gửi đến người ba vừa rời xa em mãi mãi. Trong một thời gian vài tháng trước, em muốn gửi đến một tiết mục nghệ thuật. Bởi vì ba của em rất là mong muốn rằng là em sẽ tham gia một chương trình nào đó. Và cũng đã lâu lắm rồi em mới có cơ hội được đứng trên một sân khấu đầy chuyên môn như thế này mà người thân của mình không còn nữa. ST hy vọng rằng là với cái tiết mục này sẽ đem đến một điều gì đó ý nghĩa dành cho những người thân của các bạn đã mất hay còn đang hiện hữu. Và cũng mong rằng các bạn hãy trân quý và yêu thương khi còn có những người thân đang hiện hữu cùng với mình. Cảm ơn ST. Tâm sự rất chân thật và anh nghĩ là người nghệ sĩ cho dù đứng trên sân khấu hay ở dưới sân khấu thì yếu tố cảm xúc cũng luôn là điều quan trọng nhất. Và hôm nay chúng ta đang sống với đúng cảm xúc thật của chúng ta. Và bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ dành tình cảm và cảm xúc của mình cho nhà Xuân Hạ Thu Đông. Các bạn hãy cầm điện thoại lên, cổng bình chọn chính thức được mở. Em xin phép anh em cho Bằng Kiều chia sẻ một điều là khi mà được tham gia chương trình này, được lời mời thì Bằng Kiều suy nghĩ rất là nhiều. Bởi vì là thường thường thì trong tất cả những ngày quan trọng của các con mình, lúc nào Bằng Kiều cũng có mặt. Xin lỗi cả nhà, nhưng mà trong thời gian này Bằng Kiều tham gia chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai nên đã không thể có mặt trong lễ tốt nghiệp lớp 12 của con trai Bằng Kiều. Nhưng mà Bằng Kiều
mặc dù là rất là muốn, nhưng mà bằng kiểu hy vọng rằng những tác phẩm của mình cũng như là những sự trình diễn của anh em mình về sau, khi các con nhìn lên sẽ hiểu được rằng bố của chúng đang làm gì, tại sao bố của chúng lại được nhiều người yêu mến như vậy. Xin cảm ơn tất cả, cảm ơn tất cả mọi người. Vâng, và bây giờ xin anh Sơn chia sẻ. Hồng Sơn cũng có một cái suy nghĩ thế này. Tất cả những cái thành công của chúng ta, của các bạn sau này hay của chúng tôi vào thời hiện tại thì không thể thiếu được công dưỡng dục của người cha, người mẹ, và luôn luôn theo sát chúng tôi để có được có ngày hôm nay. Và cũng như các bạn cũng vậy, chúng ta sẽ còn tương lai phía trước, chúng ta sẽ còn những người bố, người mẹ. Và Hồng Sơn là rất là may mắn là vẫn còn người bố, người mẹ. Hồng Sơn cũng sẽ thấu hiểu, thông cảm được cái nỗi buồn của những người đồng nghiệp ở đây. Cũng xin phép được đọc một chút, bốn câu thôi. Nó gắn liền với chúng ta từ tuổi bé, khi chúng ta đi học cũng vậy. Đó là: công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Một không khí hết sức cảm xúc với những lời nói hết sức ý nghĩa đến từ nhà Xuân Hạ Thu Đông. Và tôi tin chắc là tất cả khán giả cũng đã đồng cảm với họ trên sân khấu lúc này. Và lúc này thì tôi nghĩ là nhóm Xuân Hạ Thu Đông đang rất muốn biết khán giả sẽ bình chọn cho các bạn như thế nào. Xin mời các bạn cùng quay lại để nhìn lên màn hình. Rồi, người đó thì tóc máy. Chắc tóc một mẹ rồi gì nữa. Sao giọng anh kỳ vậy ta? Coi đi. Sao giọng anh kỳ vậy? Quan trọng sẽ là điểm số này của các bạn và vị trí của các bạn tính đến thời điểm hiện tại. Chúng ta hãy cùng chúc mừng số điểm dành cho Xuân Hạ Thu Đông là 1830 điểm. Lấy bớt ở trên nữa. Yeah. Tuyệt vời, tuyệt vời. Rất cảm ơn Đây là số điểm riêng của nhóm. Đâu? Nhóm nhưng cuối là cái nhóm thứ nhì. Chúng ta cũng lại rất muốn biết tính đến thời điểm này thì Xuân Hạ Thu Đông sẽ xếp ở vị trí thứ mấy trong bảng tổng sắp. Hồi hộp quá, Trời bài này hay nhiều. Hãy nhớ rằng chúng ta sẽ chỉ công bố top 4 vị trí cao nhất của 4 nhà. Nhà Xuân Hạ Thu Đông sẽ đứng ở vị trí thứ 2. Xin chúc mừng. Chúng ta đã nhìn thấy có những cái tên biến mất. Nhà Xuân Hạ Thu Đông thì ở vị trí thứ 2. Còn nhà Ngũ Tao bẻ cổ ở đó, ok chưa? Ủa? Cái nhà kia đâu rồi? Nhà nào? À, nhà hát là biến nhà mất rồi đúng không? Nhà hát ở dưới luôn rồi, mất tiêu luôn rồi. Nhà Sao Sáng là nhà của anh Tiến Luật hả? Không, nhà Sao Sáng là nhà vừa rồi là chú Tự Long á. Nhà Tái Sinh là Tiến Luật. Đó. Tao gặp tụi mày thôi, tao bẻ cổ đó. Coi chưa? Chấm điểm. Má nó chấm điểm mày chết rồi. Coi đi em. Quang vẫn liên tục đứng ở vị trí thứ nhất. Không thể tin được. Không thể tin được. Xuân Hà Thu Đông của chúng tôi có một chút quà gọi là cây nhà lá vườn. Sẽ gửi tặng đến cho tất cả quý vị khán giả và luôn cái luôn gì không mua bằng tiền được thì chúng ta mua bằng nhiều tiền. Cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta, những người yêu bóng đá. Đây là những trái bóng từ danh thủ Hồng Sơn. Có chữ ký. Có chữ ký của anh Văn Kiều này. Chữ ký của Kinji này. Đã vậy. Chữ ký của chú con này chú. Vâng, 4-2. Con này, chú con này. Chú con này. Bên này chú. Con này. Đây. Chú. Đây ạ. Dạ. Con này, con này. Nhắm mắt Sơn ơi. Đây này, con này, con này. Còn phía trước nè. Xin cảm ơn và một lần nữa chúng ta hãy chúc mừng cho nhà Xuân Hạ Thu Đông. Điểm gì mà nó chấm thứ nhì. Xây mi, nhà mạng Gen Z, data thả ga, vốt anh tài bứt phá.
Ủa, đang khâu để tóc kìa. Không có tóc mà. Thì đang nói tóc cái gì anh phải anh Tùng bước ra rồi. Trùng hợp, trùng hợp. Dịu dàng đến từ phút giây. Bên em. Cái gì vậy? Rồi ok nha. Là tóc thiệt luôn hay tóc giả ta? Anh đang cầm trên đôi tay bông hoa tình yêu lâu nay, nhưng thật không may làm rơi cánh hoa xuống thềm. Khi không còn em bên anh, buông thương cành hoa mong manh. Tựa vào cơn gió, đêm đêm làm sao trốn tránh. Nơi đây màn sương lóng lánh, nghe từng âm thanh giọt sương khẽ rơi buông lạnh. Xin em cầm đôi tay anh, xin em một lần lắng nghe. Lắng nghe tim anh. Từ đầu anh luôn nằm mơ một giấc mơ. Một tình yêu sẽ mang cho em niềm hạnh phúc. Yeah 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 yeah. Và giờ đây anh đã tìm thấy em. Vậy hãy cho anh một cơ hội để anh được biết mỗi khi gần em. Anh dịu dàng đến từng phút say. Nắm tay em thật lâu, mỗi ngọt ngào bờ mắt em. Và kể bao nhiêu chuyện vui, nhưng chỉ mong em cười hé môi. Cánh tay anh là nồi nhẹ ru mỗi đêm. Đến khi không gặp em, anh ngờ như xa một giấc mơ. Cố quay lưng bù đi, nhưng tìm không ra em. Trái tim thêm lẻ loi, xin đừng xa anh đừng quá lâu. Hãy cho anh nhận ra hết như cái đó. Mấy anh nhảy bình thường cũng được hả? Chưa mượt lắm, chưa mượt lắm. Nghe trong lòng như cuồng quay, từng lời ngọt ngào mê say. Em cho hồn con mộng mơ, dạy cờ ba người đâu hay. Okay. Chắc em là thiên thần, ngã từ đâu rơi xuống. Giờ đây chẳng thể nào nghĩ suy. Everybody hands up. Dịu dàng đêm từng phút say, nắm tay em thật lâu, hôn ngọt ngào bờ mắt em. Mặc kệ bao nhiêu chuyện vui, nhưng chỉ mong em cười hết môi. Cánh tay anh là nồi, nhẹ ru mỗi đêm. Đến khi không gặp em, anh ngờ như xa một giấc. Kiểu cái này chắc chắn là kiểu cũng gài người vô bưng á, sao mà bưng được? Nè coi nè, nè mấy người khán giả này thấy không? Nè kiểu vô dơ tay nè. Vô anh em đứng rồi. Không. Gì? Anh đi nè. Anh giữ. Không, anh là đúng anh Phong ạ. Gì vậy? Không gờ ta. Không sao. Mình gờ thôi. Gờ thôi mình không có bưng nặng lắm, đúng không? Ví dụ là anh Bình Tùng nè. Nè, ví dụ mấy ông. Bây giờ anh chọn bưng mấy anh. Ông này thì chắc ít nhất cũng 70 80 kg. Đúng không? Bưng đó. Gờ thôi, chứ mình hớ rồi chứ. Á mình không có ừ. Em nghĩ là anh là mấy đứa này nè, đứng coi. Đứng nhìn, đứng ngó. Nè, không, có mấy ông bự con ở chính giữa nè. Nè, nhỏ này nè, hát nhỏ này không? Nè, nhỏ này. Nhỏ này, tôi bưng nổi té giống người tôi vậy. Sao? Nhưng chỉ mong em cười hát môi. Cánh tay anh là nồi, nhẹ ru mỗi đêm. Nếu khi không gặp em, anh ngờ như xa một giấc mơ. Cố quay lưng mù đi nhưng tìm không ra em. Trái tim thêm lẻ loi, xin đừng xa anh đừng quá lâu. Hãy cho anh nhận ra tình yêu vẫn quá anh đây. Hãy còn một không hai, điều em ước là cuộc tình không phải vậy. Nếu trên tâm trí em có tồn tại, dù bên ngang trong gai yêu em chẳng lòng ngại. Rồi anh biết cái này cầm cái gì rồi, anh biết cầm gì rồi đó chưa nha, chưa tới. Anh mà anh biết cầm gì rồi đó. Cầm gì? Em biết cầm gì không? Không.
cái mà cái đèn hả? Cái đèn xong rồi chiếu laser trên dưới nè. Xong rồi kiểu mấy cái laser này xong rồi bắt vô xong rồi nổ ra xong rồi còn phải không nè? Biết biết đâu cái nào anh tưởng gì không? Anh tưởng kiểu cầm cái mà cái đồ thu của cái mấy người diễn viên hay ấy mấy người ca sĩ hay có cái cục gì lúc mà lúc mà nằm xuống anh tưởng tháo nó ra nhưng mà anh nghĩ cái này là cái đèn nè, bắt đầu từ khúc của Nicolene nè. Rồi vô nè. Vô. Nhận ra em nha. Yêu vẫn quay đời. Cục đèn đèn nè, nè nè vô nè, vô nè, vô nè. 2002, điều em ước là cuộc tình không phải vậy. Nếu trên tâm trí em có tồn tại, dù bên ngang trong gai, yêu em chẳng ngần ngại. Mỗi sự yêu em sẽ không muốn về nhà. Nói có thể chưa vui cho em mà em xem đó là quà. Nắm tay nhau bằng quà trải ngân hà. My love, gặp nhau trong cặp trống xa. Ok chưa? Yeah. Everybody hands up! Gặp nhau rồi thật khổn xa. Tay đâu, tay đâu, tay đâu. Tay đâu, tay đâu, tay đâu. Two, three, let's go. Ông hỏi kẹt luôn kìa. Tạm được. Cũng được. Trời ơi, có cái nào anh ăn thôi. Cũng được. Trên sân khấu lúc này là nhà ca ca Đăng Khôi, Cây Trần, Phan Đình Tùng, Tăng Phúc và Nicole. Không thì cái kiểu này thì nó giống kiểu thập niên hồi xưa. Disco cái thời disco đó. Yeah. Rồi, xin mời. Nhớ bot, nhớ bot, nhớ bot nha, nhớ bot nha. Tôi nghĩ trong số 5 bạn thì có những bạn sẽ không quen với nhảy. Chẳng hạn Đăng Khôi, tôi hình như tôi chưa nhìn thấy Đăng Khôi nhảy như thế này bao giờ. Vâng, đúng rồi anh. Nicole thì sao? Em cũng vậy. Cũng vậy luôn. Và hôm nay ai đưa ra ý tưởng tập trên cái dàn máy chạy bộ kia đấy? Phải nói rằng cũng được. Đồ nhà ca ca, Đăng Phúc mới không đẹp. Ai cũng có rất nhiều ý tưởng. Nhưng mà một người nhiệt huyết cũng như là dấn thân để mà lo cho các anh em từng động tác nhảy và cũng như là đưa ra ý tưởng phần lớn để làm việc với lại biên đạo đó. Đó là Cây Trần. Yeah. Wow. Wow. Nghe đã quá vậy. Đàn ông đúng không? Anh có giọng quá đã luôn. Cái giọng anh nghe. Vâng, bây giờ các bạn khán giả ơi, hãy thay việc hô tên của họ bằng việc cầm điện thoại lên và bình chọn cho nhà ca ca. Ngay bây giờ, các bạn có thể kêu gọi khán giả bình chọn cho mình. Vậy thì cho nhà ca ca hô một cái khẩu hiệu để mọi người cùng bình chọn đâu? Cho nhiệt tình nha. Chọn, vót liền cho anh. Mời, các em ơi, Nico ơi, Nico, Nico. Dạ. Rồi đó, cái nhóm này thấy là không có... Nhà ca ca, toàn kết chơi hết ga. Khán giả ơi, bình chọn nha. Nãy giờ hay nhất muốn là 3 tiếng một kia. Mọi người ơi, mọi người ơi, có một điều rất là đặc biệt Cây muốn chia sẻ với tất cả mọi người. Anh Phan Đình Tùng là một cái người anh cả trong nhóm. Và đặc biệt là anh ấy đã mổ hai khớp gối của mình. Đó, xinh mà đó. Bây giờ ảnh vẫn hy sinh hết tất cả để nhảy những cái màn động tác tuyệt sắc, đặc sắc nhất và tuyệt vời nhất cho tất cả mọi người. Thì đó, mọi người có thể yêu thương anh Tùng nhiều hơn được không ạ? Và bây giờ là lúc mà các bạn sẽ được biết khán giả dành tình cảm như thế nào cho mọi người các bạn. Đúng. Xin mời quay trở lại, nhìn lên màn hình. Anh nhau thì anh về anh nghỉ thôi. Số điểm của họ sẽ là bao nhiêu? Bao nhiêu phiếu bầu cho? Hãy nhớ rằng một phiếu bầu tương đương với 10 điểm hỏa lực. 1.260 điểm. Các bạn đang đứng ở vị trí thứ các bạn đang đứng ở vị trí thứ tư, tức là top 4 của chúng tôi. Top 4 nhóm trong kia luôn á. Chưa mà. Đâu nè, sao sáng nè, hơn cái nhóm anh Tiến Luật luôn. Giống tiếng là gì tái sinh hay gì mà. Nó mình tái sinh. Trời ơi. Mấy cái thằng khán giả mày. Nó quạo quá đó. Đó.
má là chị Nguyễn. Làm gì chi vậy? Cũng tại mấy khán giả. Nó bình chọn vậy, nó bình chọn được kìa. Xàm thì top trời. 4 của chúng tôi. Top 4. Top 4, top 4, top 4. Yeah, yeah, yeah. Thế này mình vỗ tay tao rồi, anh em làm tốt rồi, anh em làm tốt rồi. Yeah. 1, 2, 3. Yeah. Với sự thay đổi về điểm số này thì tôi nhìn thấy họ đã thay đổi sắc diện rồi. Anh em làm rất là tốt rồi. Ok, ok. Vâng, nhà Ngũ Anh vẫn đang giữ vị trí cao nhất, 1850. Và một lần nữa chúng ta cùng chúc mừng cho nhà KK và mời họ quay trở về với phòng chờ. Chờ cả máu đưa thêm
nước kìa, bay nước kìa. Ủa lộn kìa. Quá đỉnh. Hay quá, hay quá, hay, hay, hay quá. Bài này mà làm lại được hay quá. Nhà Sương Rồng và Vũ Đoàn Ô. Xin mời các chiến sĩ của chúng ta Vũ Đoàn Ô. Nãy giờ sẽ về gần khán giả hơn. Xin mời các bạn không? Đều đều nhớ mày đều quá. Chào tất cả mọi người. Chào tất cả mọi người. Đều, đều nhưng mà nếu mà chào thì anh sẽ xin chào các chiến sĩ. Chào mừng các anh đã trở về. Chào mọi người. Anh gì carry rồi nè. Xin cảm ơn các bạn đã mang đến một phần vũ kịch. Và chúng ta đã thấy được chất hào hùng trong đó. Đặc biệt là tôi thích cách kể chuyện của các bạn, những người trẻ nói về cha ông của chúng ta, về thế hệ đi trước, và đặc biệt là với một ngôn ngữ mà tôi hiếm khi nào thấy bài hát này được thể hiện, đặc biệt là trong áo mùa đông. Phần đầu tiên cũng rất là hay khi các bạn hóa thân thành những cựu chiến binh. Nhưng mà có lẽ là những cựu chiến binh này đang rất yêu đời nên rất nhí nhảnh. Nhưng sau đó thì chúng ta đã quay ngược dòng thời gian để các bạn xuất hiện trong một màu áo lính, màu áo rất thân thương với tất cả chúng ta. Một lần nữa xin thay mặt tất cả khán giả xin cảm ơn các bạn đã gửi gắm một thông điệp rất hay, rất tuyệt vời đến cho tất cả chúng ta. Khi mà tụi em nhận được cái đề bài này, tụi em sợ chứ. Tại vì thật ra đối với các anh ở đây, ví dụ như là anh Bùi Công Nam hay anh Thanh Duy, là những ca sĩ rất là chuyên nghiệp đó giờ rồi. Họ có thể hát được rất là nhiều kiểu nhạc. Nhưng mà đối với em hay anh Thiên Minh, là những diễn viên hay là photographer, rất để khác một bài hát về cách mạng, về dòng nhạc thính phòng. Nó là một cái điều mà chưa bao giờ em dám nghĩ. Dạ vâng ạ. Và khi mà tụi em biết là tụi em sẽ làm vậy rồi thì tụi em cảm thấy là ồ, tụi em mình cần phải tập trung để mà nghiên cứu tìm hiểu về nguồn gốc của bài hát này và cũng như là cái thời điểm mà bài hát này ra đời. Thì sau khi tìm hiểu thì tụi em cảm thấy là ồ, nó có rất là nhiều những cái tư liệu lịch sử mà mình có một cái dịp để mà mình cùng học, mình cùng nhớ, mình cùng ôn lại. Và em cảm thấy là ồ, cái tiết mục này, cái nhóm của chúng ta đang có những cái chông gai, mà có chông gai thì tụi mình càng phải cố gắng để vượt qua. Vâng, xin cảm ơn bạn. Dạ vâng ạ. Và điều quan trọng nhất là tôi cùng với tất cả khán giả cảm nhận được năng lượng của các bạn trong những bài hát vừa rồi. Tôi còn để ý thấy một phần cũng khá đặc biệt nữa, đó là phần của Thanh Duy. Dạ. Thanh Duy có một phần ca cổ ở trong đó. Đây có phải là phần thêm của Thanh Duy không? Dạ. Em biết được đây là một cái chiến dịch may áo trấn thủ của Bác Hồ đề ra để cho đồng bào cả nước cùng hướng về những cái người chiến sĩ miền xa may áo trấn thủ để dành tặng cho họ trong mùa đông lạnh giá. Em nhớ là năm 1946 thì Minh có research được, Minh có nghiên cứu được một cái câu thơ ở trong cái giai đoạn đó luôn. Thì giai đoạn đó là mọi người thường có vẽ tranh, mọi người thường có làm thơ, viết nhạc về cái chiến dịch đó. Thì có cái câu thơ là đông về nhớ bạn, đông về nhớ bạn tòng chinh, tự tái đàn áo tỏ tình mến yêu. Ai ơi bầu bạn sớm chiều, khuyên người chiến sĩ lập nhiều chiến công. Hay quá. Dạ, khi mà tụi em tìm được cái câu thơ đó, tụi em giống như là ôi, mình đã có được một cái lời giải cho bài hát này rồi. Và tụi em ngay lập tức trở nên rất là say mê vào cái bài hát này anh. Tụi em cảm thấy đây không còn là thử thách nữa, mà là một cái cơ hội. Để tụi em có thể nói lên cái sức trẻ của tụi em bây giờ. Dù là thời đại nào thì chúng ta vẫn có những cái tình yêu của chính chúng ta gửi tới những người chiến sĩ, những người đã bảo vệ quê hương đất nước mình. Tụi em thật sự rất tự hào. Tụi em tự hào tới mức mà những lúc mà tụi em tập, tụi em đi thâu âm da gà tụi em và
khi mà hát và tập luyện cùng với nhau. Và thậm chí là ngày hôm nay tụi em được mặc những cái trang phục này, tụi em thật sự cảm nhận tụi em là đồng đội, là xin một chúc gia đình các bạn. Tôi nghĩ là tất cả khán giả cũng cảm nhận được sự tự hào đó trong phần biểu diễn các bạn. Và bây giờ thì các bạn khán giả, chúng ta sẽ tự hào để bình chọn cho nhà xương rồng. Bình chọn cho team xương rồng nha, cho nhà xương rồng nha. Yeah. Ok, okay, cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn các bạn, cảm ơn các bạn. Mọi người rất là tuyệt vời. Ủa, bên cái... Đây. Em thấy nãy giờ rồi, Đây. Lộn hả? Chỗ khúc mà nhau lộn hả? Ok. Cảm ơn anh diễn nhiệt tình quá. Dạ. Anh cúi đầu xuống xíu. Dạ vâng ạ. Minh là lần đầu tiên lộn nhào vậy đó anh. Chưa bao giờ mà lộn trên sân khấu hay là lộn ở ngoài đúng không? Chưa bao giờ đâu. Ở ngoài luôn. Dạ. Và bây giờ là giây phút mà tất cả chúng ta đều chờ đợi sau mỗi phần trình diễn. Kết quả sẽ được công bố dành cho nhà xương rồng. Chúng ta có 350 khán giả tại trường quay. Hãy cùng chờ xem có bao nhiêu phiếu bầu cho các bạn. Và nhà xương rồng, chúng ta hãy cùng chúc mừng số điểm của các bạn. Đó chính là 1.600 điểm. Khá cao cho đến giờ phút này. Là sao? Cao. Thanh Duy còn đang chưa biết chuyện gì xảy ra. Em cũng. Và ngay bây giờ thì tôi sẽ cho các bạn biết. Các bạn cứ nhìn lên màn hình. Dạ. Bây giờ tôi sẽ giải đáp thắc mắc và ánh mắt của Thanh Duy là sao. Bây giờ chúng ta sẽ được biết top 4 tính đến thời điểm hiện tại. Dạ. Và chúng ta sẽ xem 1.600 điểm của các bạn có đưa các bạn được vào top 4 hay không. Bây giờ mới là điều quan trọng. Nhà xương rồng 1.600 điểm. Liệu có đưa họ vào top 4 hay không? Chúng ta sẽ được biết ngay bây giờ. Xin chúc mừng các bạn. Giùm anh. 1.600 điểm. Nhà xương rồng đứng ở vị trí thứ 3. Wow. Vị trí dẫn đầu. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn. Cái này hết đúng chưa? Khúc dưới còn không? Hết đúng không? Đó, không biết khúc cuối này, khúc sau là gì, nhưng mà nếu mà anh bình chọn top 4 của anh đó nha là nhóm cái này không theo thứ tự nha, nhóm Tiến Lực nè. Tiến Lực Dramastic, Tiến Đạt. Nhà Tái Sinh. Sao sáng chút từ lòng sáng. Đó gì đó Bin Sơn Thạch, Bin ST bằng anh chú Bằng Kiều với chú Hồng Sơn. Với lại cái gì ta, nhóm nào ta, nhóm tàu hay hay ta, nhóm nào hay nữa ta, ba nhóm đó đúng không, ba nhóm là ba nhóm mà liền kề đúng không. Nhóm nào nữa ta, chắc nhóm đầu quá, ba kể nghe á, nhóm mình Quốc Thiền. Còn em sao, em hả? Chắc cũng vậy, chắc là nhóm Công bài tâm. Nhóm bài Subin là chắc là số 1 với em luôn á, tại vì em ấn tượng bài đó nhiều nhất. Nhưng mà bài của nhóm anh Bin là bài thứ 2. Là em xếp theo thứ tự luôn đúng không? Đúng rồi. Anh Bin là bài thứ 2 nè. Bài của nhóm anh Tiến Luật với bài này em đang phân vân. Bài này em cũng thích nữa, em thấy bài này. Vậy là hai bài luôn chứ còn gì nữa. Là hai bài đồng hạng á. Là bốn tới bốn của em không? Đúng rồi. Tại bài này chủ đề rất là khó, nói chung là phải thiên vị nhóm này một chút, từ bài bài này cũng khó. Bài cũng khó mà. Đó. Trời, bài nhóm Bill Trần tới một thì hơi ý là nghe hơi khó chịu. Không biết sao là gì. 190. Cảm ơn. Nhà Xuân Hạ Thu Đông. Rất cảm ơn mọi người. 1.680. Dạ. Nhà Xuân Rồng 1.600. Cảm ơn. Nhà Sao Sáng 1.540. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn. Xin chúc mừng. Chào em. Xinh quá. Em coi cảnh phía trên luôn ạ. Xin chào các anh.
thì xin chúc mừng các anh đã hoàn thành xong công diễn 1. Và với tất cả những nỗ lực của chính bản thân mình và với những người anh em, một tràng pháo tay thật lớn. Yeah. Ngày hôm nay em tới đây để mang tới một thông tin vô cùng quan trọng. Em sẽ không phải là người công bố kết quả cho mọi người, mà em chỉ là người công bố quy tắc để mọi người nhận kết quả. Căn cứ vào bình chọn của 350 khán giả vừa qua trong công diễn 1 thì chúng ta đã có 6 nhà an toàn và 2 nhà nguy hiểm. Trong lần chạy phiếu cuối cùng của khán giả đã có rất nhiều sự thay đổi mà khiến ban tổ chức cũng bất ngờ. Thật sự nó rất là hồi hộp. Mình không biết là sau 60 giây thì khán giả đã bình chọn cái gì. Cái cảm giác nó từ hồi hộp chuyển qua lo lắng. Ơi, hãy gửi từ cho lo tôi lắng đi. Cảm giác nó bị tôi rất là thích cáo này. Nghẹt thở. Đẹp quá. Nhà an toàn đẹp quá. Tất cả các thành viên được bảo toàn với 2 nhà nguy hiểm. Thì mỗi một nhà sẽ phải lựa chọn ra một thành viên, một anh tài đi chuyển giao, sắp nhập sang nhà khác. Từ tập này cho tới tập cuối luôn. Sao nó lại nghe lại sao? Anh ở thế nào là bị đuổi đấy? Bị đuổi ra khỏi nhà đấy. Sau khi đã biết kết quả thì hai nhà nguy hiểm sẽ trao đổi để tìm ra một thành viên trong nhà mình đi sát nhập tới nhà khác. Trường hợp chuyển giao thành công sẽ diễn ra khi anh tài chuyển giao thuyết phục được một trong 6 nhà sát nhập mình vào đội. Và nhà sát nhập một thành viên mới sẽ phải chuyển giao 150 điểm hỏa lực của nhà mình cho nhà nguy hiểm. Wow. Không mua là. Và sẽ có một trường hợp nữa, đó là với một anh tài chuyển giao mà có hai nhà trở lên mong muốn sáp nhập anh tài chuyển giao đó, thì quyền lựa chọn nằm ở anh tài chuyển giao. Trường hợp chuyển giao không thành công, anh tài chuyển giao sẽ phải quay trở về nhà mình và nhà nguy hiểm đó sẽ phải tiếp tục thảo luận để tìm ra một anh tài ra về. Không còn là một chỗ để chúng tôi vui chơi nữa rồi. Mà đây đã chính thức bắt đầu vào một cuộc thi đấu. Cái này nó quá khốc liệt. À là ví dụ. À theo anh hiểu ví dụ cái nhóm đó đi. Có ý là ví dụ như là nhóm chú Hồng Sơn đi. Ví dụ thôi, trường hợp nếu mà chú Hồng Sơn nhóm chú Hồng Sơn cuối bảng. Thì nếu mà bây giờ đem chú Hồng Sơn ra là bán đâu ai mua. Hiểu không? Nhưng mà nếu mà để anh Bin ra sẽ chắc chắn có người mua. Hiểu không? Thì nếu mà để chú Hồng Sơn ra mà không ai mua thì chắc chắn là về là phải loại. Còn nếu mà để anh Bin ra bị người ta mua coi những nhóm nó mất người mạnh. Hiểu nhưng mà anh? Nhưng mà vẫn được đi tiếp. Vẫn được đi tiếp. Đúng rồi, vẫn được đi tiếp. Còn nếu mà để người yếu ra là cút luôn. Nhóm nó cút luôn. Nhóm nó mất người luôn. Nên là một là bán người mạnh, hai là bài cút về. Cút đi về luôn. Thì mấy người ở lại thì cứ phải cố gắng cái này cũng hơi khó, giống như giờ đó, ví dụ nhóm, ví dụ chú Hồng Sơn là đâu có để chú Hồng Sơn được. Mà nếu mà để chú Hồng Sơn chắc chắn là chú Hồng Sơn đi về đó. Kiểu anh duy nhất độ kiểu mày nè. Các thành viên trong nhà nguy hiểm đều có thể đi chuyển giao trừ người thủ lĩnh. Trừ thủ lĩnh nó kìa. Quá. Một người đúng không hay là hai người? Hả? Và bây giờ xin mời 8 thủ lĩnh sẽ đứng dậy ạ. 8 thủ lĩnh. Khúc đầu đó. Cái tập trước đó đó. Đang vậy. Đang mà. Xin mời các anh sẽ bước ra khỏi phòng sinh hoạt chung. Ủa sao vậy? Anh sẽ có cách và như thế nào về anh sẽ bàn với các em, anh sẽ từ trước đến giờ mình có tính được cái gì đâu, không phải tính. Má cho anh Kiên Ấn, chắc anh Kiên Ấn cút luôn quá. Trời. Anh Thành Trung là thủ lĩnh rồi. Đó, ông Thành Trung ông thủ lĩnh rồi. Má cho anh Kiên Ấn, chắc anh Kiên Ấn cút luôn quá. Trời. Út Thiên. Hả? Chưa biết nè. Để Út Thiên mất bạo vô cồ rồi. Căng à. Chúc mừng. Con ngã Hồ Đông đi tiếp rồi. Tên nó cứ từ xuống á ta, hay là đổi tên ghi đi. Nhất. Hả,
đặt rất là cao rồi, tìm nhà hát thứ bảy rồi. Nhà hát là của ai ta? Kiên ứng đó. Cười cười, mấy anh cười, mấy anh cười. À không 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 được rồi, nói quả luôn. À vô đây mới nói. Căn phòng lạnh lùng. Không gì, sẵn rồi thủ lĩnh thông báo luôn. Thì đó, xong vô thảo luận coi. Hay ghê vậy. Hợp hợp hợp. Chết rồi. Bây giờ vô tập hay vậy? Ủa, đâu có ai đâu. Đâu có ai. Anh Kiều đâu có ở đây. Thủ lĩnh của mình chưa có ở đây. Tiếp tục phải đợi. Phải đợi để cho thủ lĩnh vào bắt đầu mới. Các anh nghĩ rằng là sau phòng chạy điểm thì mình sẽ dễ nghĩ đi. Bộ đồ đẹp quá thầy. Từ từ. Sang. Nó sẽ có một số cái thay đổi mà thì chắc chắn là mình bị tụt. Mình sẽ bị tụt. Bị lo lắng. Còn nay không chưa hình dung được mình đang làm gì ở đây. Nói gì đó cũng hồi hộp nha. Chính xác này là căn phòng số. Không, được. Cảm giác này em cũng giống cảm giác của em khi mà mẹ em đi họp phụ huynh đó. Chuyên gia nhận điểm xấu hả? Không hiểu xấu mà quậy quá. Tự nhiên anh mà cứ lo một chút xíu là anh bị hơi đau dạ dày. Nhà các ca cũng tự nhận thấy rằng là vừa. Ủa, thầy đúng ổng định nói á, chứ anh cũng lo anh cũng hay mẻ mà. Ổng định nói, thầy có phải không nè, chương trình confirm nữa đi. Confirm không tin hỏi ổng, hỏi lại ổng đi có phải không. Kiểu mình lo lắng xíu là mình hơi mắc ỉa. Em có vậy không? Anh là vậy đó, anh mà kiểu lo lắng hồi hộp mấy mà làm mắc ỉa. Thề. Mấy ông cũng có, đâu đó cũng sẽ có ông người. Ông nào có comment. Ông nào có comment dưới. Lo like đi like, nhiều khi người ta ngại comment ta sợ. Vậy ủa bình thường, ủa thì lo lắng mình mắc ỉa, mình bồn chồn trong bụng. Nhìn là biết ông định nói là ông đang trong chương trình á. Đó. Lo lo một chút xíu là anh bị hơi đau Các ca cũng tự nhận thấy rằng là tiết mục và ca khúc dịu dàng đến từ phút giây và bước đến bên em của nhà ca thì không phải là một tiết mục về hát quá xuất sắc để mức độ bùng nổ. Xem hết tất cả các tiết mục của anh em cũng như là theo dõi cái nhà của mình thì mình vẫn khẳng định là nhà mình sẽ được an toàn. Đó là điều mà cây hy vọng. Còn kết quả như thế nào thì mình chưa biết. Tụi tôi sẽ bận coi hết. Nóng lòng. Mình cùng các đồng đội thì đang chờ xem để cái thứ hạng cuối cùng của nhà mình sẽ là bao nhiêu. Bởi vì mọi người cũng khá là tự tin với suốt qua 8 phần trình diễn. Nhà mình trình diễn thứ 3 mà mãi sau tận 8 tiết mục nhà mình vẫn đứng ở vị trí thứ nhất. Chắc là nhà mình sẽ xuống hạng 3. Tại sao hạng 3? Ban đầu có thể họ ấn tượng với tiết mục của mình nhưng mà sau đó họ sẽ xem xét lại và có thể có sự thay đổi thứ hạng á. Em là một người tự tin nên em thấy nhóm mình có thể là hạng 6. Em ơi. Đi uống thuốc đi quên. Không, nhưng mà sau một hồi mà kiểu ấy em bắt đầu thấy hoang mang rồi. Anh thì không hoang mang gì cả. Cá nhân anh thấy rằng chúng ta vẫn hạng nhất. Ủa anh. Thật sự bởi vì anh có quan sát là khán giả họ rất là gọi là cầm cân nảy mực, chứ không phải là kiểu mà họ làm đại đâu. Họ biết họ đang làm gì, họ biết họ có vai trò gì. Anh em mình là đứng nhất là xuyên suốt trong quá trình thực tế diễn ra luôn đó, là giữa 8 bài mình vẫn đang đứng nhất thì anh vẫn hy vọng là nhóm vẫn duy trì được phong độ. Hello anh em. Hello. Mặt tươi, mặt tươi. Mặt này mặt có lọc rồi. Không, thì dĩ nhiên là tươi rồi. Em chỉ báo một thông tin buồn là chúng ta không nằm trong hai đội thấp nhất. Và tin buồn là chúng ta không còn là hạng nhất. Cá nhân mình là mình cũng không muốn nghĩ tới như vậy. Tại vì một tiết mục quá khó. Và số điểm của chúng ta bây giờ đang là 1660 điểm. Đó, không làm một người hợp hơn nữa. Chúng ta xếp hạng 3. Và Jun cũng không biết là ai hạng nhất, ai hạng nhì. Bởi vì hồi nãy vô phòng chờ thì không cho ai biết hết. Nhưng mà Jun cũng đoán sơ sơ. Thôi, vui cả nhà, vẫn vui. Trong top 3 là vui rồi. Các điểm á, mình tưởng giờ nó thay đổi hết trơn rồi. Em thấy nãy giờ sắc mặt của các anh hôm kia khác biệt lắm. Em nghĩ nhóm nào sẽ là hạng nhất, theo em? Em nghĩ nhóm Bằng Kiều hạng nhất. Tại vì thấy Bằng Kiều vui lắm. Còn Duy Khánh thì lo lắng vì hai nhà Ngũ Hành và
và Xuân Hạ Thu Đông á chỉ cách nhau vài lá phiếu thôi, cho nên là cũng sẽ có cơ hội nhà Xuân Hạ Thu Đông sẽ vượt lên. Ồ anh Kiêu kìa. Anh Kiêu, cho tụi em tin vui đi anh. Ồ. Đó anh diễn, anh diễn. Thật ra là khi mà chạy điểm mình thấy cái sự xê xích điểm của những khán giả dành cho đội của mình không cao. Có thể họ đã cảm nhận được cái điều mà cái thông điệp mà nhà Xuân Hạ Thu Đông muốn chia sẻ. Họ cũng có thể đồng cảm với những nghệ sĩ đứng trên sân khấu. Chương trình cũng có nói với anh em mình lúc nãy là có nhiều xáo trộn, xáo trộn, thay đổi cực kỳ bất ngờ luôn. Mọi người sẽ không thể nào mà nghĩ rằng mà tưởng tượng được. Được là đó phần anh nhất. Chính anh cũng ngạc nhiên, anh cũng thấy là quá khó. Chơi cái game này khó quá. Nếu mà mình phải chia tay thì suy nghĩ như thế nào? Nếu anh muốn bàn thì gom về một góc. Dạ. Ba anh em cứ bàn. Rồi. Nếu như mà có một người phải ra đi chuyển giao thì là em nghĩ là mình cũng nên nghĩ mà sao sợ mệt quá. Anh diễn vậy mà ổng biết rồi. Nhìn là biết mà. Ý là giờ không làm vậy cũng biết nhóm này làm gì dưới được. Bài này hay mà. Ồ người ta yeah rồi kìa anh ơi. Người ta yeah rồi kìa anh ơi. Hãy cho em biết kết quả đi. Chắc là giữ nguyên. Giữ nguyên. Một điều bất ngờ. Một điều bất ngờ là không có gì bất ngờ cả. Không nghĩ rằng là một cái điểm số lại cao như vậy, được khán giả quý mến như vậy. Và xếp hạng nhì cũng là một cái điều cũng hơi bất ngờ với không nhà của chúng tôi. Nhưng phải nói rằng là sự tuyệt vời, sự vỡ hòa sau khi được chứng kiến cái điểm số của nhà chúng tôi. Ôi! Ôi, tụi em đang bàn luôn á. Đâu anh? Anh... Nhắm nhẹ nguy hiểm nha. Anh có thể nở một nụ cười không? Tại không có nhiều quá. Anh chưa rồi. Mình tự tin quá. Rồi diễn rồi không mệt quá. Rồi. Sao? Gì mình cũng đã làm tốt nhất rồi. Ê mời coi chung đi. Ok. Chắc hiện năm quá. Diễn rồi. Yeah. Nãy giống gian là giống này nè. Anh em đừng nói là anh diễn nhã quá. Anh đâu em bảo là anh sẽ xì đến nơi rồi nhiều em không có nước mắt rồi đấy hôm qua luôn đấy hôm qua luôn mình sau năm đây sẽ là động lực cho anh em mình cố gắng trong các hôm tới và mình sẽ không chủ quan. Nhà hát nhóm Thanh Duy bản thân anh em mình phải rồi nữa đúng không, giờ trong cơm đứng đầu hợp lý luôn, tao hơn nữa và có ý nghĩa, phải ý nghĩa nữa, tao thấy đứng đầu. 1, 2, 3 Nhà ca chơi hết ga. Nhà ca ca chơi hết ga. Trong vòng an toàn vẫn là một cái con số mà mình hài lòng. Nhưng sau cái điểm số đó, nó đã rất là mình là sai. Mình phải thể hiện cái khả năng của mình, đó chính là đạo diễn. Đây không phải là cái chỗ để cho mình anh em vui vẻ trả nước được. Mà đây là một cuộc chơi, mọi người phải quyết liệt. Nghe công bùa. Má đổi nhạc rồi thấy không? Nghe không? Nghe nhạc phát ra. Siêu, nhạc bây giờ đó. Hoang mang lắm. Ngồi đi kìa, mọi người ngồi đi kìa. Ngồi. Ủa? Rất là hay rồi. Không qua hả chị? Còn một nhà. Sao? Cũng khá là hồi hộp và khá là lo lắng. Tại vì mình cũng biết là phần trình diễn có xác suất lớn là sẽ nằm trong vòng nguy hiểm. Vô đi, trời ơi, chờ từ nãy giờ xong tôi vô. Vô đi, trời ơi. Hello, ngồi đây đứng đây. Thoải mái, rồi. Ok. Nào, rồi. Có gì hot ạ? Có vấn đề gì không? Chuyện nhóm tôi bị bắt cóc rồi hả? Chuyện nhóm tôi đâu ạ? Đúng ạ, cần đòi sự công bằng lại cho nhóm em ạ. Như rắn bắt đầu rồi. Ừ. Trời ơi, mày là căng thẳng thật sự này. Ủa, áo hình tiếng đẹp vậy. Cho nên mình được xem điểm. Thôi, anh xin chào. Bên đây đang vào đây để làm gì đó? Làm fashion quá. Nó vào đây để làm gì? Không biết là đang ở trong cái môi mê cung gì. Có thể loại chiên cứng hoặc là loại ăn đổ nghề nghiệp á. Không có nhiều trông gai chứ. Ờ
để anh Đỗ Hoàng Hiệp có người mua nha. Hello chắc anh luôn. Gộ chắc anh luôn. Trời ơi, nãy giờ tôi bị bắt bỏ vô đây. Trời anh đi đâu mà lâu thế, sao bỏ bọn em ở đây? Sự hoang mang tột độ. Khi mà thấy anh Đạt vào mà không biết cười, cái nụ cười của giọng gạo khá là dạ, ngon. Và nghĩ là thôi xong rồi, đi bụi rồi. Anh đã biết bọn em yếu tim rồi, bọn anh lại cứ để bọn em chờ như thế này. Em bây giờ bộ diễn vui vẻ bên kia chứ căng thẳng lắm. Ủa gì vậy? Gì anh? Thiệp cưới hả anh? Thiệp cưới. Là sao? Ui trời ơi. Em chuyển giao hả? Thì mình nói ủa sao anh Đạt lại chuyển giao mình ta, mình bị tổn thương. Đọc lộn đâu anh, đây này mình chỉ quan tâm chữ này thôi. À trời ơi, tôi đọc trời chữ ơi. Luật chuyển giao tôi tưởng là tôi bị đi chứ. Đọc chữ luật chuyển giao vừa mới vô thấy chữ luật chuyển giao đó. Anh bán tôi chứ. Hiểu đọc là cái câu thứ hai vậy nè, anh đưa em hề luôn, anh vừa rút ra cái anh cầm cho em rút ra cái luật chuyển giao. Ê căng thẳng quá, tôi tưởng là luật chuyển giao thôi. Trời ơi trời, ông anh vừa bán tôi hơi bị bất ngờ luôn á. Không đi chứ, tên em trước mẹ. Nói mình mới nhẹ nhõm, mình vừa thấy mình vừa mà trẻ con vừa mắc cười luôn. Content anh tự ổng tự tới luôn á, đúng sàn. Ra sáng sáng tại mình tính luật thấy để bạn luật chuyển giao, mình tưởng là ổng chuyển giao mình đi rồi. Mắc cười mình xếp thằng sao như như mình tính hôm qua không, như mình tính hôm qua. Ồ nhóm này phải ở trên á, nhảy kiểu gì nhảy cũng phải thứ sáu không. Đấy, hỏa lực của nhà mình lộn ngược lại vẫn vậy thôi mà anh. Không, không sao. Nó là như thế mà anh. Tuyệt vời. Đấy, mọi thứ nó duyên rồi. Nó là tái sinh rồi anh ạ. Không có gì nói liền chứ đừng đưa tờ giấy tôi móc ra cái luật chuyển giao ra đây ra. Làm hú hồn hú vía. Nhà tái sinh lại tiếp tục tái sinh. Chúng ta vẫn chưa đi đâu được hết. Chúng ta vẫn tiếp tục ở lại cuộc chơi. Và chúng ta lại vươn lên một lần nữa. Vấn đề bây giờ là mình không biết là nhóm mình nằm ở khu vực an toàn hay khu vực không an toàn. Ở đây rồi. Ủa rồi, nhắc đến tao tháo, tao tháo về rồi. Đủ rồi đúng không? À, 4 sao, 4 gì? Chết rồi, sao lại vui này? Gì thế? Thì chắc là nhắm mình an toàn hả anh? Đây rồi. Đây chơi. Thì như nào? Vẫn không khác gì thế à? Nghĩa là sao? Sao thầy lại nhảy? Nhảy cái gì? Có cái gì bất ngờ đâu mà không nhảy? À không có gì bất ngờ. Ý là vẫn thứ tự cái công diễn vừa rồi thì mình vẫn đúng. Đấy, em bảo mà. Tức là mình, tức là đội trưởng không phải đau đầu về việc xem là sẽ tìm ai. Em nghe thầy cả Subin là em vui lắm rồi. Chỉ chờ vào. Sao sáng, an toàn. Hoành tráng quá, ok rồi. Nhớ mày hẹn 4 mà. Tức là vẫn như dự đoán là mình vẫn ở đây đúng không? Vẫn bất ngờ lắm đúng không? À, vậy là chắc tiết mục ba tể con nghe là không bất ngờ ở đây. Không có sự bất ngờ. Mở ra. Con nghe là tiết mục đầu tiên á. Các bạn thuộc nhà nguy hiểm. Tổng điểm hóa lực. Vẫn đứng bét luôn kìa. Trời, cứ chọn anh Kiên Ứng. Bét luôn. Cảm giác nó... Chọn Hà Lê cũng được. Hà Lê có người mua chắc đúng luôn. Tôi rất là thanh thản đấy. Anh Kiên Ứng thì là bọn mình đã làm hết sức. Đúng rồi, được cho anh Kiên Ứng. Và thứ hai là các nhà khác cũng đã làm hết sức. Và khi mà... Chỉ là còn... nhóm thôi coi đi đừng đó nữa. Duy với lại nhóm em của các phần trình diễn của các cái nhà khác. Còn kể ba nghe. Bọn mình thấy là bọn mình đã ba kể ba nghe em lại. Ủa nhưng mà cái nhóm đặt cái bài hát tên là con kể ba nghe. Còn cái gì đằng sau nữa không anh? Không biết ba. Có các vấn đề sau ấy chúng ta phải nhìn nhận này. Thứ nhất là mỗi một nhóm ấy phải có một cái gương mặt viral. Thôi. Bởi vì 350 khán giả ở đây họ ở một cái lứa tuổi như này. Đôi khi cái chất lượng ấy của tác phẩm ấy nó lại không phải là thứ quyết định. Đây chúng ta nhìn thấy là đánh 8 luôn. Nhóm Ngũ Hành thì có BB Trần là viral. Nhóm Tái Sinh thì sẽ có Tiến Luật. Nhóm Sương Rồng thì có Duy Khánh. Nhóm Anh Hưng thì trong với tôi có duy nhất. Nhóm mình thì là có Thiên là viral nhất, nhưng cái khán giả của Thiên ấy lại không phải là khán giả đang đứng ở phía dưới để xem chương trình này. Năm anh em mình khi mà ráp vào nhau là mình là không tính được cái đấy. Bản thân như Kiên thì đối, bởi vì chúng ta đang nhìn thấy ở đây nhé, cái số điểm này nó dã man này, nó không phải là số đông của khán giả để sẽ xem chúng ta biểu diễn đúng trong cái chương trình này đúng, mà nó lại là khán giả trực tiếp tại ở cái chỗ này đúng. Thế, có lẽ rằng là phần trình diễn của nhóm của nhà hát đã chưa chạm được đến quá đông đảo khán giả, cho nên rằng là cái kết quả đó nó đã
khiến cho phần trình diễn cũng như là những cái tâm trạng của anh em có một phần nào đó nó bị hơi bị đi xuống một chút. Nhâm tâm một quá. Nhâm tâm một quá. Tâm một xong rồi Thanh Duy cuối. Thanh Duy 7. Nếu mà Thanh Duy mà cuối hả? Bà lúc đó là chắc chắn là rất là lo lắng hồi hộp, tại vì mình cũng đoán mình có nghĩa là mình đã dự trù được, mình đã nghĩ về cái kết quả xấu nhất rồi. Ồ, ủa không có Khánh hả? Có Khánh là sao nhờ? Cú twist gì đây? Chúng tôi đang chờ đợi thông báo của mọi người ạ. Có thể mình sẽ bị loại. Vì trước đó Duy và các bạn trong nhà của mình cũng có tâm sự với nhau rất là nhiều về về những cái khả năng mà có thể xảy ra. Đúng là chương trình này làm cho mình không đoán trước được á ha. Đẩy Liên Minh Phái ca chưa chắc. Đúng. Anh không tin là mình ở vị trí cuối. Anh cũng không tin. Thì đâu đứng em so với những gì mà mình đã làm. Đã làm và công hiến anh không có đứng cuối. Anh không có đứng cuối. Thêm nghĩ thế này. Anh là không có đứng cuối rồi đó. Tất cả mọi thứ nó sẽ luôn có thể xảy ra. Họ đang và có rất là nhiều bài hát để họ có thể lựa chọn thay vì cái tiết mục của tụi mình. Anh hiểu không? Có nghĩa là họ chỉ có 3 phiếu lựa chọn, trong khi 7 tiết mục còn lại cũng đều rất hay. Visual. Duy với Thiên Minh khá là thân và không ngờ là hai đứa kết nối rất là nhiều ở trong chương trình này. Thì Duy và mình có tâm sự với nhau nhiều lắm. Thiên Minh có nói là nếu mà trong trường hợp xấu nhất mà mình phải chia tay một người, thì nếu em là người được quyền lựa chọn thì em nghĩ anh Duy nên là người bị loại. Trời ơi, dở ghê. Ví dụ mình là hai người bạn thân phải không? Mình dồn vô mình đổ cho thằng kia. Đẹp. Không, nhưng mà chọn anh Thanh Duy là đúng rồi. Không, tình em đổ cho thằng kia. Đổ cho thằng kia. Đó. Nhưng mà đổ cho anh Thanh Duy là đúng rồi. Thằng kia không ai mua. Ví dụ ông bởi gì ông kia tên gì quên mất rồi. Duy Khánh. Không, ông kia kìa. Bùi Công Nam. Bùi Công Nam không ai mua phải không? Không ai mua đúng không? Tuổi lắm luôn. Nhưng mà Bùi Công Nam có người mua. Thì chắc chắn Bùi Công Nam có người mua rồi. Dở bởi ông này cũng dở. Hai người bạn thân là mình phải chơi, mình thân thiết nhau mình phải chơi. Chọn đuổi này. Dở. Anh là không có người mua rồi đó. Bởi vì em biết là nếu em bị loại thì sẽ không ai cứu em đâu. Dở. Mình có một cái sự tự tin riêng của mình. Dù mình cũng rất là giỏi, nhưng mà đặt lên bàn cân thì mình đánh giá vấn đề rất là lý trí. Duy cũng cảm thấy là mình nói đúng. Và nếu mà phải đưa ra cái quyết định đó thì mình Duy rất là buồn. Lúc đó Duy rất là buồn luôn. Trong đầu Duy không chia tay nhà Sơn Rồng xíu nào cả. Ê, em bắt đầu thấy ông Son này giỡn không có vui đó nha. Lâu thiệt đó nha anh. Sao vậy? Trời ơi. Ông Duy nhất tội quá. Son ơi, đang ở đâu vậy Son? Đẩy ông Duy nhất. Về lẹ Son ơi. Đây là hội những người có bệnh tim thồng nha mọi người. Trời ơi. Ví dụ đông mà mấy người xin xỉn. Ví dụ mà thà được hay không thì cũng phải báo một tiếng. Lần này nó làm kéo dài cái khoảng thời gian nó ra, làm cái khoảnh khắc nó dài hơn. Mình cảm thấy nó rất là khó chịu. Anh vô kìa. Hey baby. Hy vọng em sẽ mang tới một cái nguồn năng lượng tích cực và những niềm vui đến cho Sương Rồng. Ủa, anh đâu nghĩ vậy đâu. Giờ sao? Nghĩ lại rồi. Theo cái kiểu kịch bản mà nãy giờ nó nói nè, xong người ta sẽ tưởng là nhờ nhóm này sẽ bé. Không, mình rơi vào đội nguy hiểm hả? Không, thì tính như Khánh nhiều khi nếu mà cuối bản là anh sẽ khóc. Thì trong lòng Duy cũng bắt đầu chạy những cái con số là cái vấn đề có... này theo kịch bản này nãy giờ ông cứ nói kiểu buồn buồn xong rồi kiểu ôi tôi sắp chia tay xong họ không có chia tay đó kiểu gì đó. Thể là ngày hôm nay mình sẽ phải là người chuyển giao rồi đó. Người ta sẽ biết, ta sẽ hiểu. Em muốn hỏi mọi người là đó, nếu như mà nhóm của mình
khi phải làm sao? Không như những gì mà mình nghĩ trước đó. Đó là hay nhất. Thì mọi người có cảm thấy tệ không? Đó, đó lòng nhạc ở trước bắt đầu mà đã bó xong hạn nhất. Anh muốn nói trả lời trước. Anh cảm thấy không hối hận khi mình là đồng đội của nhau. Và một lần nữa khẳng định lại, anh rất là tự hào với cái công diễn Áo Mùa Đông trở về cái phần thể hiện của chúng ta. Đó vẫn là cái dấu ấn đẹp nhất cho tới ngày hôm nay. Và em đang là thủ lĩnh. Mạnh mẽ lên. Ok. Khoan. Qua đây. Khoan. Cười hay là cậu đừng buồn. Nói. Em khỏe không? Không khỏe. Chúng tôi nãy giờ ngồi gồng. Chúng tôi khỏe về mặt thể chất. Nhưng mà tinh rất thần rất mệt về tâm lý. Không thì tôi rất là tự hào về tất cả anh em mình, tại vì là bản thân tôi thấy là phần trình diễn của chúng mình rất là tình cảm và rất là cảm động. Không may mắn lắm là theo tôi là chúng mình diễn vị trí đầu tiên. Thì bài hát đó, vị trí đầu tiên, tôi nghĩ là khó giữ được cái cảm xúc của mọi người đến cuối. Nhưng mà nhà mình tôi thấy là làm tốt. Nên thế là kết quả là chúng ta thuộc về Trời ơi, phim Ấn Độ quá trời. Mệt ghê đó. Thôi anh không muốn mệt rồi. Thấy chưa? Anh thấy chưa? Chưa, thấy chưa? Đó là nhất. Thằng nhất rồi. Nên thế là kết quả nhất rồi, cái chương trình là chúng ta thôi tắt đi, khỏi coi nữa đi. Thuộc về nhóm nguy hiểm. Nhà nguy hiểm. Thật ra thì Tuấn Hưng cũng có tiên lượng được phần nào những diễn biến đã xảy ra sau khi mà bất lợi mình xem kết quả hai cái nhóm trình diễn của tất cả các nhà khác. Nhóm đầu tiên luôn, cuối cùng khó luôn, hà luật chiến giao kìa. We did it. Đáng mà. Oh my god. Ê, em nói nè. Em lúc mà ở trong đó em thật sự là em mở cái bao ra. Em nghĩ là ok. Em biết là nó sẽ thay đổi á, tại vì nó sẽ chấm lại á, thì em nghĩ là mình có thể rớt xuống hạng 4 hoặc là thậm chí hạng 5. Thì đó là cái mà em nghĩ thôi, nhưng mà em mở ra em không có tin, em tưởng em đọc lộn, sao em phải mở đến 2-3 lần em coi kỹ lại thì em thấy là tụi mình hạng nhất á. Sao em cảm thấy là, ý là em cũng không biết cảm xúc. Nhưng mà em diễn dở lắm. Không phải. Không đâu, em tin thiệt á. Em không diễn. Không mà. Nhỏ hơn luôn hả? Ý là nhưng mà Đâu rồi? Quả rồi, nhưng mà cái lúc mà em nói tạo tâm lý cho mọi người á. Em không có tạo tâm lý, nhưng mà thật sự là em chỉ muốn hỏi là nãy giờ thật sự là em ở trong đó, em không biết ở ngoài đây mọi người làm cái gì hết á. Ừ, mình đọc được không? Đọc đi Sam. Số điểm hỏa lực của nhà mình, nhà Xương Rồng là 1750. Xếp hạng 1. Vậy là chúng ta đã làm được qua được cái chông gai to nhất ở cái câu này. Nó giống như là một cái cú lội ngoạn mục á. Đội Xương Rồng quả thật là với cái bài đó mà làm được như vậy thì các bạn quá thông minh. Và nếu các bạn được khán giả rút phiếu để bầu chọn thêm thì họ thật sự xứng đáng. Nhưng nghĩ là cả bốn người cùng nhau có một cái nỗ lực muốn làm một cái điều gì đó đặc biệt. Bốn người rất là tận hưởng cái công việc của mình làm. Nghĩa là mình là xếp hạng số 7. Áp chót. Chót này hát luôn. Nếu mà nhóm này bỏ anh Tuấn Hưng, giờ chỉ chọn ba người kia thôi đúng không? Ừ. Bỏ anh Tuấn Hưng ra nhóm này mất một vocal rồi. Ừ. Tuấn Hưng là anh nghĩ cũng có khả năng có người mua á. Chỉ Liên có Bình... nhóm này chỉ có anh Tuấn Hưng thì... rồi bán được thôi. Đúng rồi, Liên Minh Phát này nhiều khi không ai mua, xong rồi vô một cái kích anh duy nhất luôn. Không biết, không biết luôn. Quá hợp lý luôn, quá logic luôn họ vậy nữa. Chúng tôi cũng đã tìm và chọn được cho mình một bài hát phù hợp, nhưng tuy nhiên một bài hát
không được xếp đúng cái vị trí cần thiết sẽ làm thay đổi cái cảm xúc của người nghe. Chúng tôi không được quyền chọn vị trí hơi vô tư trong cái cách sử dụng điểm của mình từ những vòng chơi trước. Luật chuyển giao cho 2.000 nhà nguy hiểm đó là: nhà nguy hiểm hãy cùng thảo luận, các bạn buộc phải lựa chọn một thành viên cho công tác chuyển giao. Nếu chuyển giao thất bại, một thành viên sẽ phải ra về. Nếu chuyển giao thành công, các bạn sẽ có thêm 150 hỏa lực. Anh nghĩ này nhá. Em để em là người sẽ nhường lại, tại vì á John là có kinh nghiệm nhiều, bên cạnh đó anh Hưng thì đã rất là nhiều năm đi hát rồi, và cả Phát nữa. Phát không, thì không, là thế này. Trong mình phải tính như này, trong mình phải tính như này, trong nghề. Còn em là một cái nghề khác. Nhưng nghe anh đi, cứ để anh lùi, để anh đi, không là đi về nhà luôn á. Nhưng bây giờ anh không đi được rồi, thì bây giờ trong bốn đứa thế thì bây giờ có ý kiến gì không? Em xung phong đi. Từng người một. Thiên cứ từng người nói một xem mà như. Thì đây em đang từng nói từng người đây, em xung phong đi đây. Tại sao đi? Năm đứa mình drop vào là mãi mãi nó sẽ cứ ở cái mức điểm độ điểm cá nhân và cái điểm như thế. Và chúng mình bị cái vấn đề là cái bài của chúng mình an toàn quá so với tinh chất sân khấu của các bạn kia. Cái tư duy của anh em mình ấy nó đang bị đây như là thế kinh đấy. Nghiệm của chúng ta. Đúng rồi. Cái thứ hai là chúng ta đang chơi chan hòa quá, như anh em bên Hải phân tích. Mình tự tin là ok, tiết mục của mình cũng ok, nhưng trong tổng thể 7 cái thì mình đúng là lá vế nhất. Mặc dù mình là nhà hát, em bản thân em phải thú thật là em cũng nói với chương trình luôn là nói trên truyền hình, nói phỏng vấn ấy, là em không hiểu cái format chương trình. Và bản thân em muốn vô đây là mỗi số mình sẽ được giao thoa với các màu sắc khác nhau. Chỉ mới nói ra thôi thì mọi người sẽ nghĩ là Thiên sẽ là một cái người hơi chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi, không nghĩ cho các anh em. Nhưng để mà sâu xa nhìn vào cái cục diện của các đội ấy, mà khi mà Quốc Thiên vẫn ở nhà hát ấy, thì chắc chắn sau đấy sẽ không có một sự thay đổi nào khác. Em thì team là phải giữ hành đấy, em hành đấy. Muốn đi hay ở? Em đi ở. Khi mà em đưa ra một cái ý tưởng gì hay một cái gì đấy, em sẽ bám nó theo cả cuộc đời em. Khi mà em bước chân vào nhà hát là em cũng mang cái tư tưởng đấy. Real man, real talk. Bản thân em là em vẫn muốn là gì? Được ở lại để làm theo tiếp những cái gì mà em mong muốn. Từ okay. Ý định ban đầu của em. Ok, xong. Rồi, kia. Em thì em nghĩ nhiều về cái tính có lợi cho tập thể, nên là em rất là muốn làm sao ở trong đội có những cái người mà điểm số với cả về khả năng ấy, là điểm số là phải cao này, rồi khả năng thật sự là phải có này. Tại em thì đang không có được những cái như thế. Em vẫn đang kiểu gọi là tập tành các thứ thôi. Rồi, mà em tin chắc là nếu mà chẳng như là em có đi ấy, sẽ có nhà cứu. Thì em nghĩ thế. Dù đúng là em là có một tí kinh nghiệm về làm đạo diễn, có thể nghĩ được ý tưởng, nhưng mà ở nhà hát không chỉ có một mình em, anh Trung cũng hoàn toàn làm điều đấy. Mà anh Trung lại không thể nào đi được rồi. Mà em cũng không thể nào để cho cái kiểu là mình không đưa ra được một người nào đấy, xong rồi mình lại về loại nhau, mình lại không được điểm. Nhưng mà tính về vấn đề mà được lợi, thì ví dụ thì như kiểu cái ý của em là em có thể đi. Thực ra bây giờ ấy, anh hát một tí, nếu mà được lợi nhất cho nhóm của mình ấy, là người đi phải là anh, em hiểu không? Đúng. Thứ nhất là cái điểm là Quốc Thiên, cái điểm cá nhân là Hiệp cũng rất là thấp. Và cũng thêm nữa là một phần nữa là anh cũng rất tự tin vào cái khả năng của anh. Nếu như anh bước ra khỏi nhóm nhà hát thì vẫn có những cũng có nhà khác giang rộng ấy. Cái sự chuyển giao đấy nó vừa là cái cơ hội cho những người mà muốn được chuyển giao, muốn được trải nghiệm, và nó cũng là cái cơ hội cho những người ở lại để cho họ phải có một cái tư duy mới, họ phải thích nghi hơn với cả một cái hoàn cảnh mới. Góc nhìn của mình thì mình đón nhận cái việc chuyển giao đấy nó theo cái cách như vậy, là ai cũng sẽ có thêm một cái cơ hội nữa để được làm tốt hơn so với cả ngày hôm qua. Đầu tiên xin chúc mừng các anh tài của 6 nhà đang có mặt tại phòng hội nghị. Đây chính là 6 nhà an toàn sau công diễn 1. Yeah. Ai sẽ là người bước ra đây? Hiện tại bây giờ chúng ta đang có 2 nhà vắng mặt, đồng nghĩa đây là 2 nhà rơi vào vòng nguy hiểm với số bình chọn thấp nhất từ khán giả. Đó chính là nhà đam mê và nhà hát.
Chồng Hiếu đi cũng không được. Và lát nữa thôi thì thành viên chuyển giao sẽ bước vào căn phòng này và có một thời gian nhất định để chia sẻ cảm xúc suy nghĩ cũng như thuyết phục những nhà an toàn sát nhập mình. Sau đó thì các nhà an toàn sẽ có một khoảng thời gian ngắn để cùng thảo luận với các thành viên trong nhà mình liệu mình có mong muốn sáp nhập thành viên đó hay không. Thì mỗi một nhà nếu mong muốn sáp nhập sẽ cử thủ lĩnh đại diện đứng lên để xác nhận mong muốn sáp nhập thành viên. Và nếu như có hai nhà an toàn trở lên muốn lựa chọn thành viên chuyển giao thì lúc đó quyền quyết định sẽ thuộc về anh tài chuyển giao. Khi mà một anh tài chuyển giao đã chọn được nhà mong muốn mình rồi thì hệ thống sẽ tự động trừ 150 điểm của nhà an toàn chuyển sang cho nhà nguy hiểm vừa chuyển giao anh tài thành công. Viên chuyển giao sẽ không thành công khi sau 60 giây không có nhà nào lựa chọn. 60 giây thôi. Lúc đó thì anh tài chuyển giao sẽ buộc phải quay trở về phòng nguy hiểm với những thành viên trong nhà của mình và tiếp tục lựa chọn một thành viên khác. Ra về. Ra về. Dạ. Ví dụ mua thì chỉ có mấy nhóm 3 người, 4 người mua thôi. Chứ mấy nhóm 5 người mua. Tức là hồi nãy tụi mình nói là nếu không ai cứu thì mình mới cứu. Nhưng mà vấn đề là 60 giây mình không có thời gian để quyết định. Nếu tính là mình phải tính từ bây giờ luôn. Chúng ta sẽ bắt đầu với phiên chuyển giao đầu tiên. Xin mời anh Tài đến từ nhà đam mê. Ai đây? Đây đây, nhà mình đây này. Wow. Anh tài chuyển giao Tuấn Hưng đến từ nhà đam mê. Biết ngay Tuấn Hưng. Khi Tuấn Hưng là người xuất hiện trong cái cương vị là Tuấn Hưng. Anh tài chuyển giao Tuấn Hưng đến từ nhà đam mê. Biết ngay Tuấn Hưng. Khi Tuấn Hưng là người xuất hiện trong cái cương vị là thành viên chuyển giao thì tôi cảm thấy chương trình rất là hay. Chương trình này thật sự rất hay. Vì không thể nào nghĩ người đó là Tuấn Hưng được. Và không thể nào đoán được là anh Hưng chấp nhận làm người đó được. Anh tài chuyển giao Tuấn Hưng đến từ nhà đam mê. Bây giờ thì anh Tuấn Hưng sẽ chia sẻ suy nghĩ, cảm xúc và có thể là thuyết phục những nhà an toàn sáp nhập mình. Xin mời anh. Xin chào tất cả những người anh em của tôi. Dù là rất cố gắng nhưng chúng tôi lại không lấy được điểm số cao trong lòng khán giả. Tôi cũng không rõ hiện tại thì mọi thứ trong tôi đang hơi lẫn lộn một chút. Tôi nghĩ là người chịu trách nhiệm trong nhóm phải là tôi. Rất cảm ơn anh Tuấn Hưng về phần chia sẻ vừa rồi. Hát nó là công việc của Hưng. Nó là một cái mà mình kiếm sống bằng cái nghề này. Vậy mà mình không giúp được cho đội của mình có một kết quả tốt hơn thì mình phải là người chịu trách nhiệm. Và ngay bây giờ thì các nhà sẽ có một quãng thời gian ngắn để có thể thảo luận và đưa ra quyết định của mình. Thời gian bắt đầu ạ. Nhóm này không mua đâu. 5 người là không mua. Căng cho nên căng cho nên mình sẽ lo. Căng cho nên căng cho nên mình sẽ lo. Lo vô cùng tại vì nhóm mình kỳ vọng anh Hưng là một cái quân cờ rất là mạnh, một người trụ cột. Phát nghĩ là mọi người sẽ cần anh Hưng. Hy vọng là nó sẽ diễn ra đúng với lại những gì mà mình mong muốn. Chứ nếu mà nó có chật một cái không biết là tụi mình sẽ đón nhận kết quả nó sẽ như thế nào. Mình không dám tính tới cái đường tiếp theo. Đó là khi mà anh Hưng quay về phòng là mình phải quyết định một người ra đi. Mình không dám tính tới cái đường đó luôn nha. Không dám đối diện. Anh Hưng phải quay về phòng. Chứ nhóm vẫn còn thì nhất thì không đáp nổi đâu. 10 giây để mình thở vào những gì đã tính rồi. Cứ theo kế hoạch của mình. 8 7 bắt buộc rồi. 6 5 Không mua đâu, 4 cò quá trời rồi. 3 2 1 Đã hết thời gian ạ. Nếu như nhà nào mong muốn sáp nhập anh Tài Tuấn Hưng thì xin mời thủ lĩnh của nhà đó đứng dậy đại diện. Bắt đầu. Hai nhà, 3 nhà, 4 nhà. Giống này thì cần thì được. Giống này cần thì đúng. Vậy là chúng ta đã có 5 nhà lựa chọn anh Tài Tuấn Hưng. Chơi luôn hả? Dạ, em thưa anh Tuấn Hưng với thưa tất các anh ở đây thì em chia sẻ nhóm của tụi em đang giữ vị trí cao nhất. Và em biết vì đây là anh Tuấn Hưng. Anh Tuấn Hưng là một người có đầy đủ hết tất cả các yếu tố mà tất cả chúng ta đều cần. Nhưng em đang giữ vị trí cao nhất và em không biết chắc được rằng những đội khác
rồi sẽ là cái tên nào bước vào. Nên em cũng xin phép anh Hưng hiểu cho em, và em muốn là nếu như lỡ một cái tên nào đó bước vào đây thì em vẫn còn có cơ hội được dành cái slot đó cho cái người đó được ở lại chương trình, và em không muốn mất đi bất cứ một anh tài nào trong chương trình. Và đây là cái chia sẻ thật lòng từ em. Cảm ơn anh Tài Duy Khánh đã chân thành chia sẻ. Vậy là chúng ta đã có 5 nhà lựa chọn anh Tài Tuấn Hưng. Mọi người muốn dành cái cơ hội đó cho người tiếp theo. Vì mọi người chắc chắn là anh Tuấn Hưng sẽ được cứu. Tôi sẽ thể hiện khả năng của bản thân mình ở một vai trò hoàn toàn mới mọi người chưa nhìn thấy trong 25 năm làm việc nghệ thuật của tôi. Tôi sẽ chọn. Rồi ông chỉ đâu đây nè, gần lắm. Chắc phần kiều quá. Chỉ đâu đây nè. Chứ em tiếp tục còn chút rồi kia mà. Tôi sẽ chọn nhà Bánh Long. Yeah. Đó. Vậy là anh Tài Tuấn Hưng đã chính thức sát nhập vào nhà của anh Tài Tuấn Long, Cô Biên Hoàng Sơn và Cường Seven. Lúc đấy là cảm xúc và tất cả mọi người là mình hơi lẫn lộn một tí. Đúng chứ có gì nữa. Mình lẫn lộn bởi vì vào nhà mình với tính cách rất là mạnh như anh Hưng thì mình có làm tròn được cái bổn phận mình kết nối được các anh với nhau và làm được chung với nhau không? Đấy là cái thực sự là mình rất đắn đo, mình suy nghĩ. Nói chung là mọi thứ Đi. Nó đang làm cho Hưng cứ thay đổi cảm xúc từ lúc lên lúc xuống, lúc lên lúc xuống, và rất là đang chưa kiểm soát được bản thân mình. Và anh Tài Tuấn Hưng đã chính thức sát nhập vào nhà sao sáng, đồng nghĩa với việc nhà sao sáng đã chuyển giao 150 điểm quản lý của nhà mình cho nhà đam mê. Thêm một cánh nữa rồi nhỉ? Và ngay bây giờ sẽ là phần chuyển giao thứ hai. Và là một sự xuất hiện của một anh Tài đến từ nhà hát. Quốc Hiền, trời, người dẫn video dở, đã biết trước rồi. Lấy không nên lấy khúc kia. Lấy ý không nên lấy khúc kia. Thầy có ý. Vậy nhờ. Thầy dạ, thầy dạ. Thầy ơi. Khó đoán nhờ. Mình đang rất mong sẽ là Thiên bước vào và nhóm sao sáng sẵn sàng đứng lên để đón người anh em của mình về. Nhưng mà khi mà Thiên bước vào thì thật sự là rất là bất ngờ. Xin mời cô Thiên bước vào vị trí đây ạ. Về luôn. Em thấy là năm tụi em có ở lại thêm được một lần nữa thì cũng sẽ vẫn là như vậy nữa. Tụi em đã phải cố gắng thuyết phục nhau và nói chuyện với nhau rất là nhiều. Và mọi người nói là cái việc em đi là cái quyết định đúng để chúng ta sẽ có những cái thử thách khác nữa. Với cái dự định của Thiên thì khi mà vào cái chương trình này thì muốn được giao gặp gỡ giao lưu rồi thể hiện nhiều cái phong cách âm nhạc, thì cũng phải ngẫm lại bản thân mình là cái gì mình cần trong cuộc chơi này, cái game này, thì Thiên đã trình bày thẳng thắn với tất cả các anh em. Qua cái sự thảo luận của anh em thì thấy Quốc Thiên là người thực sự muốn rằng là có thêm những cái trải nghiệm mới ở những cái nhóm khác. Chính vì thế mà bản thân Hiệp cũng tôn trọng quyết định đó. Em mong là khi mà em bước vào đây thì các anh có nhà nào mà đang cần một cái người mà ít tài nhiều tật như em. Ít tài nhiều tật như em. Anh nói câu đó, người mọi người câu đó là cái câu lắm tài nhiều tật. Nhầm. Anh nói nhầm hay là anh cố tình nói của anh ra đi ạ? Con miếng hả? Đã hết giờ rồi ạ. Vâng. Thì chào đón em ạ. Thời gian thảo luận dành cho các nhà bắt đầu ạ. Thôi thảo luận gì nữa, thôi anh ơi. Ủa là chết rồi đúng không? Nếu mà chỉ còn Nhậm Thiên nữa là mọi người, tất cả mọi người đều được ở lại đúng không? Duy thích Quốc Thiên. Duy nghĩ nếu mà có Quốc Thiên ở trong nhà Xương Rồng sẽ là một cảm giác khá là thú vị. Bản thân Duy nhận thấy là Thiên cần một nhà Ballad. Có thể cho Thiên không gian và đất để Thiên có thể bộc lộ những cái điều mà nhiều khi Thiên không nghĩ là mình sẽ làm đâu. Cũng rất là muốn anh Thiên về nhà con Ngũ Hành, tại vì mình cũng muốn là có một cái nhân tố là vocal. Nếu như mà mình có thêm anh Quốc Thiên thì nó cũng giúp cho cái đội mình mạnh hơn. Khi mà biết tình hình của đội mình là đứng thứ 6 thì bọn mình cũng nhận ra được cái điểm yếu của mình ở trong cuộc chơi này. Đó là bọn mình thiếu những cái giọng ca nó thật sự là ấn tượng đối với người nghe. Thì bọn mình đã lập sẵn kế hoạch là bất kỳ một vocal nào mà nhà hát nhả ra là nhà tài sinh sẽ ngay lập tức nhận về. Hết giờ.
Đó. Sau này còn là gì? Liên minh giữa các nhà. Ôi à rồi. Wow, không hổ danh là quán quân Việt Nam Idol quốc kia. Anh ngộ quá vậy. Cái gì anh bị dắp anh té mà. Tại vì Luật đâu có làm về nhạc đâu. Với Luật là tiếng Luật là có Ram, có anh tiếng đàn là quá đủ rồi. Nhưng mà khi mà hai nghe hai người đó là mình cần một người như Quốc Thiên, như Hà Lê hoặc như Chiến Ứng thì nó là được. Chỉ cần mấy anh nói thôi, bằng mọi giá mình sẽ mời. Vậy anh đi. Bây giờ sẽ là quyền lựa chọn của anh Quốc Thiên. Xin sẽ chọn đội. Rồi, Tiến Lộc, dễ đây, dễ hẳn, Tiến Lộc. Tái sinh. Đó, lắm. Tái sinh. Lắm. Tái sinh. Lắm. Lắm. Em ơi. Đúng rồi. Rồi đấy cần vô cổ nhất mà thấy được tỏa sáng. Và bây giờ hãy cùng chào đón những anh tài còn lại quay trở lại với phòng hội nghị. Welcome back. Trời ơi, các bạn nha. Như nào, như nào, như nào? Con không bị thiếu rồi đó. Đúng không? Bao nhiêu người trong chờ chú? Bao nhiêu người trong chờ chú? Nhờ hai phiên chuyển giao thành công, sau công diễn 1, gia tộc của chúng ta vẫn còn đầy đủ. Ba ba anh Tài, xin chúc mừng các anh. Và chúc các anh sẽ luôn có thật nhiều sức khỏe và năng lượng để tiếp tục vượt qua những chông gai trong chặng hành trình này. Em vẫn luôn ở đây, em gái truyền lửa, Khánh Vy. Chào các anh. Em sẽ có lại nữa, chúc mừng. Rồi, được rồi. Ok, và đó là cái reaction của tôi và Mia cho tập 4 này của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Wow. Quá nhiều cảm xúc, quá dài. Video này quá dài, ok chưa? Thì rất là cảm ơn mọi người. Nói chung là ai mà xem đến thời điểm này thì các bạn xứng đáng có kiểu cái sự yêu thương từ tôi và Mia. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thì comment phía bên dưới các bạn gì không, comment phía bên dưới các bạn thấy video này có vui không, kiểu như thế nào. Tại vì đây cũng là cái react, nếu mà tính đúng đây là cái reaction đầu tiên của tôi và Mia kiểu cho chương trình này mới đúng. Tại vì cái tập trước là chỉ nếu mà nói chung mà ai đã xem tập trước đó rồi thì tôi với Mia chỉ coi kiểu cái tập trước nó không có trình diễn, không có gì hết. Nên là đây mới đúng là cái reaction cho cái chương trình này mà có biểu diễn nổi kiểu. Nên là nếu mà các bạn cảm thấy thích, cảm thấy là cái vibe của tôi và Mia hợp với mọi người thì cứ comment phía dưới để cho tôi và Mia biết cái điều đó nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và lời cuối, cảm ơn mọi người lần nữa. Thì lời cuối, nhớ cái việc uống nước nha. Always stay hydrated guys. Và chúc mọi người sẽ có một ngày thật là vui vẻ. Đừng quên để lại một nút like cho cái reaction video này. Để lại một nút subscribe cho channel của tôi nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và nhưng mà khi hẹn mọi người ở cái reaction gì vậy? Đó. Gì? Không hỏi hả? Không hỏi gì? Hỏi mọi người top 4 mọi người đi. Ok, thôi. Thôi hỏi đi. Ok, top 4 mà comment phía bên dưới. Top 4 tiết mục ấn tượng nhất. Đúng, top 4 tiết mục ấn tượng nhất của mọi người là tiết mục nào? Tôi và Mia cũng đã có nói ở trong giữa phần giữa video rồi. Ok. Và lời cuối, nhớ các bị uống nước và peace and I'm out. Tạm biệt mọi người, bye bye.